duy thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một tác phẩm mới của tác giả diễm quỳnh câu chuyện này thuận sẽ chia thành hai phần bởi vì nó rất là dài mỗi một phần kéo dài đến khoảng hơn hai tiếng đồng hồ nhưng uh, thuận tin một điều rằng với thời lượng dài nhưng quý vị sẽ không chán khi nghe câu chuyện này đâu bởi vì thực sự nó rất là cuốn hút với cá nhân thuận thuận rất là yêu mến câu chuyện của tác giả diễm quỳnh và mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ câu chuyện mang tên Kẻ Tiếp Theo Là Ai Cuối tháng 11, Hà Nội vào đông mới tuần trước thôi, Hà Nội còn có những ngày thời tiết ẩm ương Lúc nắng, lúc mưa, khiến ai nấy đều ánh hại ra đường dường như ai cũng mong ngóng một cơn gió đầu đông để cảm nhận cái lạnh nhưng không quá giá buốt cái nắng vừa đủ chứ không quá chói chang bây giờ thì rõ rồi hà nội đang vào đông gió lạnh hanh hao lùa qua khắp phố phường nắng vàng dịu êm vắt qua những ô cửa sổ thiền thành ngủ gục trên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của mình máy tính vẫn sáng trên màn hình hiện lên một trang văn bản dài cuối trang còn có chữ giờ en thiên thành đầu nằm đè lên hai tay người khoác một chiếc áo choàng mỏng cô ngủ say đến mức còn không nhận ra mặt trời đã lên cao từ khi nào một cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm bay mấy giấy tờ trên bàn của cô nó khiến cô rùng mình một cái sau cái rùng mình đó thiên thành cũng dần tỉnh giấc cô mệt nhọc ngồi dậy trong mày nhìn thẳng về phía cửa sổ vườn vai vặn mình mấy cái sừng khớp rã rời kêu lên những tiếng cộc cộc bẻ cổ cô nhìn màn hình máy tính miệng bất giác mỉm cười vẻ mặt hài lòng thao tác trên máy một lúc nhấn enter gửi mail cho tòa sản rồi gặp máy tính thở phào nhẹ nhõm cuối cùng qua bao nhiêu ngày tháng gian khổ thì cô đã hoàn thành xong tác phẩm của mình thiên thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng với những câu chuyện ma mị nhưng không kém phần trinh thám Hôm nay là hạn nộp bản thảo Ngỡ tưởng sẽ không làm kịp Ai ngờ nhờ bộ não hoạt động hết 200% công sức Nên chỉ trong một buổi tối đã hoàn thành Vẻ mặt đắc chí của thiên thanh lộ rõ hẳn Vui vì cuối cùng cũng không phải nghe mấy lời cằn nhằn của bên tòa soạn Cô chuẩn bị đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo Thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô ngừng lại Thiên thanh được tay với lấy chiếc di động trên bàn tay lướt nhẹ màn hình cảm ứng đọc giọng tin nhắn hiện lên nó được gửi tới từ nhật hạ cô bạn thân từ hồi cấp 2 nội dung tin nhắn vòn vẹn chỉ có vài dòng ngắn ngủi chiều nay gặp nhau tại quán cà phê cũ hàn huyên tâm sự không gặp không về thiên Thành chợt bật cười nghĩ người bạn này thật thú vị nhưng dẫu sao công việc cũng hoàn thành đi gặp mấy người bạn cho khuây khỏa là việc tốt Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm món bánh mì sandwich đơn giản nhâm nhì ly trà nóng cho buổi sáng. Thiên Thành ngồi đối diện cửa sổ, ánh nhìn xa xăm phía ngoài kia. Nhà cô là một ngôi biệt thự nhỏ nằm trên một con đường ở Hà Nội. Mặc dù nằm trên đường nhưng cũng là sâu trong ngõ nên không quá ồn ào. Không gian nơi đây giống Hà Nội những năm 70-80 hơn là hiện đại. Thiên Thành nhấp một ngụm trà nóng Thậm chí nghĩ những chuyện vu vơ Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ Lớn lên nhờ tình thương của những người ở trại trẻ mồ côi Và tiền trợ cấp xã hội hàng tháng Cuộc sống dẫu có vất vả Nhưng hơn 20 năm qua cô vẫn sống rất tốt Chỉ là đôi lúc cảm thấy tủi thân, buồn bã Giờ đây thì tốt rồi Cô đạt được ước mơ trở thành tiểu thuyết gia Không chỉ lo được cho bản thân Mà còn giúp đỡ được những người xung quanh cuộc sống dù thế nào vẫn tốt đẹp Cô ăn nhanh bữa sáng rồi chuẩn bị đồ cho buổi hẹn chiều nay Lâu rồi không gặp lại bạn bè Bản thân cũng nên để lại ấn tượng thật tốt Chiều đến Nắng vàng chiếu trên những ngôi nhà nhỏ Chiếu xuống cả đường đi Dù có nắng nhưng vẫn không giấu nổi Cái hanh lạnh của mùa đông miền Bắc Thiên Thành xuống xe Cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua Khiến cô bất giác rùng mình đứng trước quán cà phê nhỏ mang tên hồi ức cũ bao nhiêu ký ức thời sinh viên bỗng ùa về trong cô thiên thành hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong mọi thứ ở đây vẫn vậy vẫn cái kệ sách cũ vẫn phong cách cổ xưa và sai điệu không lời du dương bên tai thiên thành ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ đang vẫy tay ra hiệu ở một góc nhỏ của quán cô mỉm cười bước vội tới nơi chưa kịp nói lời nào cô gái đó đã ôm chầm lấy cô vui vẻ còn chưa định hình được gì thì cô thấy buổi hẹn hôm nay không chỉ có mình cô và nhật hạ mà còn có hai người bạn cũ chí thành và đăng khoa ngoài ra còn một cô gái lạ mặt mà cô chưa từng gặp nhật hạ bỏ tay ra khỏi người thiên thanh cô niềm nở nói lâu quá không gặp cậu Bây giờ trông cậu khác quá, chẳng giống như ngày xưa." Thiền Thành vui vẻ đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười ngượng ngùng. Họ ngồi xuống bàn uống nước nói chuyện. Gặp lại bạn cũ ai nấy đều mừng ra mặt. Thiền Thành, Nhật Hạ, Chí Thành và Đăng Khoa là một nhóm bạn chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp 2. Bốn người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Chỉ là sau khi lên đại học, mỗi người một trường nên cũng ít khi liên lạc hơn. Bây giờ gặp lại có rất nhiều chuyện để nói Nhật Hạ hiện đang là một mẫu ảnh có tiếng trong nghề Với ngoại hình xinh đẹp và khuôn mặt không góc chết Thì quả thực nghề mẫu ảnh rất hợp với cô Cộng thêm việc có tài ăn nói thì chuyện ngày càng nổi tiếng không có gì khó khăn Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Nhật Hạ thì biết Tự cô toát lên khí chất của một người sành điệu Và rất am hiểu về thời trang Chí Thành thì ngược lại Điểm tĩnh và giản dị từng hành động cử chỉ của anh đều rất khiêm nhường và thận trọng. Người bình thường có lẽ sẽ không quá tỉ mỉ như vậy, nhưng anh thì khác. Một cảnh sát ưu tú, đội trưởng đội hình sự phá án thì chắc hẳn đó là những điều không thể thiếu. Đăng Khoa ngồi bên cạnh cũng không hề thua kém. Anh là một doanh nhân trẻ thành đạt, sở hữu khối lượng tài sản kích xù, hình mẫu của biết bao cô gái. Khoác trên mình bộ vét đen hàng hiệu lịch thiệp, đã chứng tỏ vị thế của anh cao như thế nào. Bốn người bọn họ ai cũng giàu có, dư giả, dạ, đều thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Chỉ có riêng một cô gái lạc lõng giữa những thứ xa hoa, nhỏ bé giữa những điều to lớn trước mặt. Cô lặng nhìn những thứ đang diễn ra, nhẹ nhàng uống ngụm trà nóng, mỉm cười dịu dàng mà không nói. Nhật Hạ ngồi nói chuyện rôm rả, mà quên mất người bạn mới bên cạnh mình thấy người bạn mới có vẻ ít nói thiên thanh mở lời này cậu cậu tên gì cô gái đó nghe thấy câu hỏi bất ngờ của thiên thanh tạm thời chưa phản ứng kịp lúc này nhật hạ mới nhớ đến bạn mới cô cười gượng tỏ vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng giới thiệu à xin lỗi nãy giờ mình mải nói chuyện mà quên không giới thiệu với cậu đây là an nhiên một người hay giúp đỡ mình trong studio thiền thành hơi nghiêng đầu chào an nhiên hai người nhìn nhau cười gượng chí thành cũng được nước mà tiếp lời nhật hạ à mà an nhiên cũng giúp đỡ mình trong một lần bắt cướp đấy lần đó nếu không nhờ có an nhiên thì có lẽ mình để hắn chịu mất rồi an nhiên lúc này mới cất tiếng nói sau một hồi im lặng ừ, không có đâu lần đó là do mình gặp may thôi An Nhiên cười, hai má hồng hồng ngượng ngùng. Không ngờ An Nhiên lại quen với hai người trong nhóm, kể ra cũng có thể coi là cái duyên. Từ lúc Nhật Hạ giới thiệu An Nhiên đến bây giờ, Thiên Thành vẫn nhìn An Nhiên không rời mắt. Ở cô gái tên An Nhiên này có gì đó thu hút Thiên Thành, làm cô không thể chú ý đến điều gì khác. An Nhiên mặc một chiếc đầm trắng giản dị, khuôn mặt không trang điểm mà đẹp lạ thường. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của cô nhẹ nhàng tế nhị không quá to cũng không quá nhỏ đủ để mọi người nghe thấy điều thu hút thiên thanh ở an nhiên không phải cách ăn mặc cũng chẳng phải giọng nói mà đó lại là khuôn mặt khuôn mặt đó thiên thanh mường tượng mình đã gặp ở đâu rồi hơn nữa lại còn rất quen thuộc như thể đã từng tiếp xúc từng nói chuyện nhưng lại chẳng thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu cảm giác nửa vời chơi vơi một phần ký ức khiến cô rất khó chịu một cảm giác bắt buộc tâm trí phải nhớ ra đó là ai nhưng lại bị điều gì ngăn cản rất khó để có thể làm việc đó cả năm người ngồi nói chuyện vui vẻ an nhiên cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong nhóm bắt kịp được với câu chuyện của họ họ nói chuyện một hồi rồi cũng cảm thấy chán cuộc trò chuyện bắt đầu rơi vào kết thúc để buổi hẹn này kéo dài lâu hơn nhật hạ lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho mọi người xem rồi nói bây giờ chỉ ngồi nói chuyện không thì chán lắm hay là chúng ta chơi một trò chơi đi cả bọn nghe thấy chơi thôi là mắt sáng hết cả lên ai nấy đều háo hức đăng khoa hất hàm hỏi ngay trò gì thế vui không nhìn vẻ mặt hóng hớt của đăng khoa cả bọn không khỏi bật cười nhật hạ cũng không để mọi người nóng lòng chờ đợi Cô đặt chiếc điện thoại vào giữa rồi giải thích trò chơi. Hôm trước mình mới nhận được link của một trò chơi, nghe nói trò này đang hot, nhiều người chơi lắm, nên bây giờ bọn mình sẽ chơi thử. Trò chơi này tên là Sự thật hay thử thách. Luật chơi rất đơn giản, nó cũng giống như trò chơi sự thật hay thử thách bình thường. Đại diện cho mỗi người chơi là một màu, việc xoay chai chọn màu và hình phạt khi không thực hiện được trò chơi sẽ do hệ thống thực hiện sao nào bây giờ mọi người có muốn chơi thử không mọi người nhìn nhau ai nấy đều rẻ chừng trước lời mời của nhật hạ mỗi người đều có những suy nghĩ mông lung về trò chơi này nhưng cuối cùng đều đồng ý tham gia trò chơi bởi dẫu sao nó cũng chỉ là một trò chơi trên mạng không thích chơi thì dừng lại bọn họ bấm vào đường link trong tin nhắn nhóm ứng dụng được cài đặt trò chơi bắt đầu. Trên màn hình điện thoại hiện lên luật chơi, tiếp đến là tiếp nhận thông tin người chơi và phân màu. Nhật hạ màu đỏ, thiên thanh màu xanh, trí thành màu tím, đăng khoa màu vàng và người cuối cùng an nhiên màu đen. Mọi thứ đều sẵn sàng, chiếc chai trên màn hình bắt đầu xoay. Chưa bao giờ không khí giữa họ lại căng thẳng như vậy. Dẫu sao nó cũng chỉ là một trò chơi bình thường nhưng lại khiến ai nấy đều hồi hộp và có chút gì đó sợ hãi. Cái chai cứ tiếp tục xoay tròn, nhìn mà chóng cả mặt. Rồi nó từ từ chậm lại, chậm lại và rồi dừng hẳn. Đầu chai hướng về phía màu đỏ. Người mở đầu trò chơi là Nhật Hạ. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cô. Trên màn hình hiện lên hai sự lựa chọn. Sự thật hay thử thách? nhật hạ vui vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ấn cho ngay vào ô sự thật màn hình lại tiếp tục hiện ra câu hỏi an nhìn nhanh chóng đọc nó lên gần đây bạn gây ra việc có lỗi gì nhật hạ đặt điện thoại xuống đôi lông mày thanh mảnh khẽ trao lại suy nghĩ mọi người đều mong chờ câu trả lời từ cô suy nghĩ chừng vài giây nhật hạ trả lời mới tuần trước, tôi lỡ làm vỡ lọ hoa của chị quản lý. Mặc dù đã xin lỗi nhưng bây giờ vẫn còn ân hận bởi nó khá quan trọng với chị ấy. Sau khi tiếp nhận câu trả lời, màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ đang xác minh rồi tinh một tiếng chúc mừng qua vòng hiện lên. Kèm theo đó là giai điệu chiến thắng nghe rất vui tai. Thấy trò chơi có vẻ đơn giản không có gì quá khó khăn như tưởng tượng mọi người mới mừng thầm rồi tiếp tục lượt chơi tiếp theo lần này đến lượt đăng khoa màn hình hiện lên dòng chữ sự thật hay thử thách anh nhanh nhảu nhấn vào ô thử thách để trải nghiệm xem nó có gì thú vị màn hình lại hiện lên dòng chữ thiên thành đọc nó lên thành tiếng thử thách hãy xếp ba bông hoa hồng bằng giấy trên bàn Nghe xong thử thách Đăng Khoa mặt nghệt ra không phản ứng Ngờ ngác không biết làm thế nào Anh từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa Có người hầu kẻ hạ Việc trong nhà chưa từng động đến một ngón tay Vậy làm sao có thể gấp được hoa hồng bằng giấy Thua thì cũng đã thua rồi Đành phải chấp nhận hình phạt Màn hình điện thoại mỗi người lại sáng đèn Dòng chữ làm mọi người bật cười hiện lên Nhìn hình phạt đăng khoa vui vẻ làm mấy trò con bò chọc cho mọi người cười trò chơi này quả thực rất thú vị không có gì quá khó khăn năm người bọn họ cùng chơi game đến tận sầm tối mới về ai nấy đều rất vui vì buổi gặp mặt ngày hôm nay và cả trò chơi thú vị mà nhật hạ giới thiệu trả tiền nước xong mọi người dần rời đi bây giờ trước cửa quán chỉ còn thiên thanh và an nhiên đứng đợi xe Thiên Thành ngó nghiêng xung quanh Tìm xem một hồi Rồi lại chuyển ánh nhìn của mình về phía An Nhiên Nhớ đến chuyện từng gặp người giống An Nhiên Thiên Thành mới mon men lại gần hỏi Han An Nhiên này Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu An Nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Thành Nụ cười tỏa nắng Nhẹ nhàng đáp Cậu hỏi đi Thiên Thành trần trừ Ngập ngừng nửa muốn nửa không có phải mất vài giây mới có thể nói ra điều mình cần hỏi Tớ, trông cậu rất quen Liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Thiên Thành hỏi mà đôi mắt sáng lên Có vẻ như cô rất chắc chắn với điều mình nghĩ Việc hỏi gặp An Nhiên ở đâu chỉ đơn thuần là muốn xác định lại Bởi cô cũng nghĩ đến trường hợp người giống người Nhưng cô có thể khẳng định rằng Đã từng gặp An Nhiên ở đâu đó Chỉ là nhất thời không nhớ ra anh nhìn mỉm cười dịu dàng, khẽ lắc đầu đáp. Có lẽ cậu nhầm mình với người nào khác rồi. Mình mới từ bên Mỹ về Việt Nam cách đây không lâu, chỉ uh, quen được có vài người bạn, biết một vài nơi nên không thể có việc chúng ta đã từng gặp nhau được. Chắc hẳn cậu đã nhầm lẫn điều gì rồi. Nghe An Nhiên nói, nét mặt Thiên Thanh hơi ngượng ngùng. Chắc là do nhầm lẫn dẫu sao thì cô cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hai người họ cùng đợi xem từ sau câu trả lời của an nhiên không ai nói với ai câu nào xe đến đón từng người rời đi một trên góc phố nhỏ chỉ còn lại quán cà phê cùng những ngôi nhà san sát nhau nắng chiều vàng cũng dần tắt thay thế bằng màn đêm đen tĩnh mịch cùng những cơn gió lạnh đầu đông mọi thứ im lặng hơn chỉ còn tiếng xe cộ đi lại và tiếng cười nói của mấy người bán hàng rong thành phố sáng những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ những tòa nhà cao ốc cũng dần thắp lên màn đêm đen những cái ánh đèn sáng nho nhỏ thành phố về đêm vừa yên tĩnh vừa nhiều màu sắc không còn quá nhộn nhịp như khi mặt trời còn thức thiên thành về nhà sau buổi gặp gỡ cả người mệt rã rời đôi chân cứng nhắc vì phải đợi xe quá lâu Cô vứt túi sách sang một bên rồi vào phòng thay đồ. Bước lên lầu, Thiên Thanh mới để ý. Căn nhà hôm nay lạ lắm, không giống thường ngày chút nào. Mặc dù buổi sáng cô đã dọn dẹp nó, cái cảm giác vừa rợn vừa sợ chạy dọc sống lưng. Có nghiêng dò xét xung quanh thì thấy không có gì thay đổi. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chắc chắn không phải ăn trộm. Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy có điều không ổn bao nhiêu năm qua sống một mình trong căn nhà này yên ổn thế mà hôm nay lại có gì khác lạ thiền thành cảm thấy có một đôi mắt bí ẩn đang theo dõi mình nhưng rồi tâm trí lại tự an ủi bản thân có lẽ do bệnh nghề nghiệp lâu năm cô chẳng suy nghĩ thêm mà đi thẳng một mạch lên phòng vệ sinh cá nhân thay đổi xong xuôi đâu đó thiền thành mới ngả mình trên chiếc giường êm ái hướng ánh nhìn về chiếc đồng hồ cạnh đèn ngủ. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm. Ngày thường cứ đến giờ này, mắt cô đã nhắm chặt lại. Chẳng hiểu sao hôm nay lại tỉnh táo đến lạ. Thiên Thành ngồi bật dậy với tay lấy chiếc máy tính nằm chém chệ trên bàn trang điểm cạnh giường. Cô nằm trên giường xem mấy bộ phim Hàn Quốc để tìm hiểu tư liệu cho tác phẩm tiếp theo. Chán chề mềm mệt đến hơn 12 giờ thì ngủ lúc nào không hay căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng ánh đèn ngủ màu vàng len lỏi hắt ra ngoài qua khe hở nhỏ của cửa phòng mọi thứ đều yên lặng đến lạ thường gần 3 giờ đêm trong không gian trầm lặng của căn nhà tiếng thở khe khẽ của thiên thanh vang lên đều đặn rồi cô chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thiên thanh nằm ấm trong chăn không muốn ra ngoài cô đưa tay sở soạng khắp nơi trên giường tìm tiếng chuông reo lên liên hồi như đang thúc giục thiên thành thì bực bội vì không tắt được nó đi ồn ào đến khó chịu cuối cùng không chịu được cô ngồi bật dậy với tay bật công tắc đèn phòng thì mới phát hiện ra cô đã để quên nó ở dưới nhà bây giờ rời khỏi chăn thì ngại lạnh mà không lấy thì lại không biết ai gọi mình thiên thành đấu tranh nội tâm lắm mới quyết định xuống dưới nhà Bây giờ cũng đã khuya Trong nhà chỉ còn phát ra tiếng bước chân người đi trên nền đất gỗ Không có tiếng đồng hồ Cũng chẳng có âm thanh của động vật Tất cả chỉ như là hơi thở nhẹ nhàng Và tiếng lộp cộp Căn nhà tuy hai tầng Nhưng lại bó hẹp trong không gian kín Vì thế chỉ cần một âm thanh Dù rất là nhỏ phát ra Cũng đủ để nghe thấy Thiền Thành đi tới phòng khách Lấy chiếc điện thoại từ trong túi cô chỉ vừa cầm điện thoại lên thì tiếng chuông thông báo đã vang lên không ngừng mở màn hình điện thoại có tới những năm cuộc gọi nhỡ từ nhật hạ chưa bao giờ thiên thanh nhận được nhiều thông báo đến vậy cho dù là tòa soạn gọi đến thúc giục cũng có chừng mực ngỡ điểm chẳng lành thiên thành định gọi lại cho nhật hạ thì bất chợt trong nháy mắt một chiếc bóng trắng vội lướt qua mặt cô thiên thành đứng hình trong giây lát hai ngón cái định bấm màn hình cũng dừng hẳn không nhúc nhích thiên thành lặng người nét mặt biến sắc hai mắt trợn tròn hốt hoảng nhất thời không biết nên làm gì cô vội rùng mình một cái nghĩ rằng có thể bị hoa mắt rồi lại tiếp tục quay về việc chính thiên thành vừa nhấn số bấm gọi nhật hạ thì đột nhiên có tiếng bước chân người dồn dập trên mặt đất thiên thành được người ra như pho tượng chuyện gì đang xảy ra thế này rõ ràng chỉ có một mình cô trong nhà vậy mà có đến hàng chục tiếng bước chân vang lên thiên thành hoảng loạn đến cực độ chẳng lẽ là ma thiên thành hoang mang không biết nên làm gì điện thoại gọi thì vẫn chưa có ai bắt máy trong lúc âm thanh hỗn tạp đó vang lên dồn dập thì vía góc khuất của căn nhà nơi tấm rèm che nắng nơi cửa kính thấp thoáng một bóng người dưới ánh đèn vàng lập lòe phòng khách cô thấy một người phụ nữ với mái tóc tết gọn gàng cùng bộ váy đỏ rực đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào cô và mỉm cười nụ cười đó không được bình thường nó rộng đến mang tai và đôi mắt trắng dã không thấy đồng tử thiên thành trợn trừng mắt nhìn về phía cửa cô không tin vào những gì mình đang thấy cô tự hỏi liệu nó có phải sự thật cái đầu cái đầu của cô ta đang di chuyển Nó đang xoay vòng Thiên Thành sợ đến nỗi hét lên một tiếng thất thanh Đánh rơi cả điện thoại xuống dưới đất Cô sợ hãi lùi dần về đằng sau Mắt vẫn không rời khỏi cô gái váy đỏ ngoài cửa kia Cô ta xoay cái đầu một vòng tròn chính Nở một nụ cười rồi biến mất trong nháy mắt Tìm Thiên Thành bây giờ loạt nhịp như muốn nhảy ra ngoài Mặc dù nhiệt độ trong phòng rất lạnh Nhưng cô lại đổ mồ hôi hột trên chán nhễ nhại mồ hôi cả người run rẩy lên vì sợ chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra cô chẳng thể suy nghĩ gì thêm cứ thế chạy một mạch lên phòng mà quên mất việc đang làm thiên thành chạy thẳng lên phòng trộm chăn kín mít đến một kẽ hở nhỏ cho ánh sáng vào cũng không có ngồi trong chăn mà người run lên cầm cập bao nhiêu năm nay hành nghề viết tiểu thuyết kinh dị chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy những gì cô viết trên giấy đều là tưởng tượng mà ra bây giờ được tận mắt chứng kiến ma thật cảm giác rất khó tả cô cứ ngồi ôm gối trong chăn như vậy chẳng dám nằm xuống nghỉ ngơi bởi mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của cô gái ấy lại hiện lên thiền thành nghĩ những chuyện như này có bao giờ xảy ra đâu thế mà bây giờ nó lại xảy ra cùng một lúc cảm giác bị theo dõi tiếng bước chân lạ và cả bóng người lạ mặt, tất cả đều dồn dập xuất hiện. Đêm này có lẽ là một đêm khó ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào chiếc giường, khiến thiên thành bừng tỉnh. Cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon giấc chỉ vì hình bóng của ai đó ngoài kia. Tiếng bước chân lạ lẫm khiến cô ngủ lúc được lúc không, cứ nhắm mắt được vài giây thì nó lại diễn ra như thể cô đang chứng kiến nó một lần nữa Mày sao cũng chợp mắt được một lúc thiên thành bây giờ mới mỏ mẫm ra khỏi giường bên ngoài mặt trời đã sáng từ bao giờ đi xuống dưới lầu cảnh tượng tan hoang như đánh trận mấy cây cối trên ghế rơi hết xuống dưới sàn túi sách vất ngổn ngang điện thoại thì nằm trên nền đất thiên thành nhìn xong cũng không quên hướng ánh nhìn về phía cửa kính tấm rèm nơi cô gái kia tối qua đã đứng dưới ánh sáng mặt trời mọi thứ đã rõ hơn rồi không còn đáng sợ như hôm qua thiền thành hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cố chấn an bản thân quên đi chuyện tối qua rồi tiến lại gần phía ghế sofa cúi người nhặt điện thoại lên cầm điện thoại trên tay cô xem xét một hồi bấm nút nguồn mấy lần mà màn hình vẫn tối đen Cô thử cắm sạc xem có lên pin không Nhưng màn hình vẫn đen kịt Có lẽ do hôm qua làm rơi một lực mạnh khiến nó bị hỏng Thiên Thành ngắn ngẩm dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng khách Rồi thay đồ mang điện thoại ra tiệm sửa Thay đồ xong xuôi đâu đó Cô rời khỏi nhà đi thẳng đến tiệm sửa điện thoại Chiếc điện thoại này Thiên Thanh dùng nó cũng đã lâu rồi. Với khả năng hiện tại thì cô hoàn toàn có thể mua một chiếc mới hiện đại hơn nhưng chính vì dùng lâu năm nên ở trong đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng không thể bỏ hơn nữa do chuyện tối hôm qua mà cô còn không kịp thời gian gọi điện cho nhật hạ hỏi han tình hình điện thoại bây giờ thì hỏng nên chắc phải mất chút thời gian mới có thể liên lạc lại được thiên thành đi tới tiệm sửa điện thoại đến nơi Cửa hàng khá vắng khách nên cô cũng nhanh chóng nói tình trạng với chủ quán. Anh xem mà giúp tôi điện thoại này, còn có thể sửa được không? Người chủ quán cầm điện thoại trên tay xem qua xem lại một hồi đáp. Tôi nghĩ có thể, nhưng phải 2 đến 3 ngày sau mới có thể lấy được. Nghe vậy Thiên Thành có chút thất vọng. 2 đến 3 ngày là quãng thời gian khá dài, bởi hiện tại cô cũng có một số chuyện cần dùng đến điện thoại hơn nữa số điện thoại của nhật hạ cô không nhớ rõ nên việc liên lạc lại có chút khó khăn thiên thanh suy nghĩ một hồi rồi nói anh giúp tôi sửa nó nhanh hơn được không hiện tại tôi đang rất cần nó người chủ quán nhìn nét mặt nghiêm trọng của thiên thanh cũng gật gù đồng ý anh ta đưa cho cô một chiếc điện thoại khác đáp Tôi sẽ cố gắng sửa nhanh nhất có thể Bây giờ cô cầm tạm chiếc điện thoại này về dùng Khi nào xong tôi sẽ gọi Thiên Thành gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi quán Đứng trước cửa quán Cô mông lùng không biết nên về nhà hay làm gì nữa Bảy bây giờ cứ nghĩ đến chuyện về nhà Cô lại cảm thấy dùng mình Thế rồi nhớ đến Nhật Hạ Thấy studio chụp hình của Nhật Hạ cũng gần đây Vậy là cô quyết định bắt xe tới đó Nhận tiện hỏi xem Nhật Hạ có chuyện gì mà gọi cho mình nhiều đến vậy. Khoảng tầm 20 phút sau, Thiên Thành đã đến studio. Trả tiền xe xong, cô liền đi thẳng vào trong đó tìm Nhật Hạ. Sở studio Nhật Hạ làm cũng khá rộng rãi nên việc tìm kiếm mất đôi chút thời gian. Cô đi mấy tầng nhà nhưng không tìm thấy Nhật Hạ ở đâu, ngay cả người quản lý cũng không có. Thiên Thành đứng chơi vời nơi tầng 2 chẳng biết nên hỏi ai trong mọi người ở đây có vẻ rất bận rộn Loài hoài mãi một hồi Cuối cùng cô cũng tìm thấy người quen Là An Nhiên Vừa nhìn thấy An Nhiên Thiên Thành mừng rỡ chạy đến bên gọi An Nhiên Đột nhiên có người gọi tên mình Khiến An Nhiên giật mình quay lại Thấy Thiên Thành đang chạy về phía mình an nhiên cũng vui vẻ tiến lại gần rồi hỏi thiên thanh cậu đến đây làm gì vậy cậu có buổi chụp hình ở đây sao thiên thanh vội cười khẩy đáp mình làm sao mà có cơ hội đi chụp hình chứ mình đến đây tìm nhật hả tối hôm qua cậu ấy gọi cho mình rất là nhiều lần nhưng điện thoại của mình hiện giờ đang bị hỏng nên không thể liên lạc lại tiệm sửa chữa cũng ở gần đây nên mình đến đây tìm cậu ấy luôn mà cậu có thấy nhật hạ không an à, nhiên nghe thiên thanh trình bày lý do thì nét mặt có chút đổi sắc nụ cười cũng không còn niềm nở như ban nãy nhưng an à, nhiên vẫn tỏ ra thân thiện trả lời thiên thanh à nhật hạ cậu ấy từ hôm qua đã không đến studio rồi sáng nay có lịch chụp của cậu ấy mà không thấy bóng dáng đâu tớ đã gọi điện cho nhật hạ và người quản lý nhưng chẳng thấy ai bắt máy chắc là bận gì đó Thiền thành hụt hẫng khi nghe an nhiên nói cô đi một quãng đường xa đến đây để gặp nhật hạ mà lại không thành điện thoại thì không liên lạc được thấy Thiền thành có vẻ buồn rầu an nhiên an ủi cậu không cần phải quá lo lắng đâu nhật hạ là mẫu ảnh nổi tiếng chắc hẳn sẽ có nhiều lịch trình nên có lẽ cậu ta đến muộn thôi Cậu đừng nghĩ nhiều Thiên Thành nghĩ thấy đúng Chuyện Nhật Hạ đến muộn cũng có khả năng xảy ra Cô chậm tư một hồi rồi nói Nếu vậy thì mình về nhà trước Mình sẽ liên lạc với Nhật Hạ sau Xem Thiên Thành có vẻ khá vội vã Ngay khi cô chuẩn bị rời đi An nhiên vội lên tiếng Cậu đáng chờ điện thoại sửa xong rồi dùng nhé Đừng mua cái mới Thiên Thành lúc ấy chỉ hấp ta hấp tấp vội vã về nhà Nên cũng không nghe rõ lời An Nhiên nói Chữ được chữ không Cô chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi rời đi An Nhiên đứng sau nhìn theo bóng Thiên Thành khuất dần dưới dãy hành lang Thì mới quay trở lại tiếp tục công việc Thiên Thành bắt xe trở về Trong lòng cứ rạo rực không yên Đây là lần đầu tiên cô thấy Nhật Hạ chậm trễ trong công việc Quả thực Nhật Hạ có chút đỏng đảnh giống một cô tiểu thư nhưng lại rất chuyên tâm trong công việc. Lần này đến studio muộn, quả là có gì đó không ổn. Thiên Thanh bây giờ chỉ mong về nhà nhanh nhất có thể để liên lạc với Nhật Hạ. Số điện thoại thì không nhớ nên chỉ còn cách nhờ mạng xã hội. Mất khoảng chừng 30 phút sau, cô đã có mặt tại nhà. Đã không biết bao nhiêu lần Thiên Thanh đứng trước căn nhà mở cửa như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trông chênh sợ hãi trước khi mở cửa thiền thành đi tới chỗ hôm qua nhìn thấy cô gái váy đỏ kia nhận thấy mọi thứ không có gì bất thường cô mới an tâm bước vào nhà vẫn là cảm giác ấy cảm giác lạ lẫm dọn người bao trùm lấy cô không biết từ bao giờ căn nhà này đã không còn giống như nhà của cô nữa rồi nó xa lạ nó lạnh lẽo giống như một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm Thiền Thành cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Rồi lên trên phòng mở chiếc máy tính bản liên lạc với Nhật Hạ Cô vào trang cá nhân của Nhật Hạ Thấy cô ấy vẫn còn hoạt động Thiền Thành nhanh tay nhắn một tin Hôm nay tôi đến studio gặp cậu mà không được Điện thoại thì thuê bao Tối qua cậu gọi cho tớ nhiều như vậy là có chuyện gì không? Gửi xong tin nhắn cho Nhật Hạ Thiên Thanh sốt ruột ngồi chờ đợi. Rõ ràng màn hình hiển thị đang online, nhưng đã 5 phút rồi không thấy hồi âm. Bất chợt nhớ đến Đăng Khoa, người mà Nhật Hạ hay liên lạc nhất trong nhóm, Thiên Thanh lập tức tìm tên Đăng Khoa trong danh sách bạn bè. Khác với Nhật Hạ, Đăng Khoa đã ngừng hoạt động Facebook một ngày trước. Cô cũng chẳng còn cơ hội để hỏi. Người duy nhất cô có thể liên lạc bây giờ chỉ có Chí Thành. Nhưng liệu cậu ta có liên lạc được không? Dẫu sao Trí Thành cũng làm trong ngành cảnh sát Nên có lẽ việc liên lạc cũng chẳng dễ dàng Vậy đổi thiên thanh đành lòng Chờ đến khi nhận được phản hồi từ Nhật Hạ Cả ngày hôm ấy Thiên Thành chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu xa Phần vì đợi tin nhắn từ Nhật Hạ Phần vì không biết nên chỗ nào Thời gian cứ thế mà trôi đi rất nhanh Thoáng cái đã đến chiều muộn thiên thanh kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa màn hình vẫn hiển thị đang hoạt động nhưng lại không có phản hồi chẳng lẽ nhật hạ để chế độ treo máy nhìn màn hình máy tính mà thiên thanh cảm thấy ngán ngẩm ngay lúc cô chuẩn bị tắt máy đi tắm thì một tiếng tinh vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại nhanh như cắt cô vội mở lên xem là tin nhắn từ nhật hạ tớ có chút việc bận nên chưa trả lời lại ngay mà cậu còn chơi trò chơi sự thật hay thử thách không đọc dòng tin nhắn thiền thành cảm thấy có chút khó hiểu trò chơi đó chẳng phải đã kết thúc sau buổi hẹn hôm trước sao vậy mà bây giờ nhật hạ vẫn còn nhắc đến nó thiền thành nhanh chóng nhắn lại trò chơi đó tớ không chơi nữa nhưng sao cậu lại hỏi về nó có chuyện gì sao Thiên Thành nhấn Enter gửi tin nhắn, rồi lại tiếp tục ngồi chờ hồi âm. Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy Nhật Hạ nhắn lại. Sau buổi hẹn ngày hôm đó, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Thiên Thanh cảm nhận như vậy, cảm giác giống như có cái điều gì vô hình chung đã xen vào cuộc sống của cô. Chỉ là cô không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Thiên Thanh tắt máy tính vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, quyết định đi ngủ sớm. Chuyện tối hôm qua diễn ra có lẽ đã ảnh hưởng đến Thiên Thanh ít nhiều. Cô đi kiểm tra tất cả các cửa nẻo trong nhà, khóa chặt lại. Đèn trong nhà cũng không tắt hết mà để sáng một nửa. Nó phần nào cũng giúp cô cảm thấy an tâm hơn khi ở một mình. Thiên Thanh nằm yên vị trên giường, hy vọng ngày mai sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Đêm xuống, nhiệt độ ngày càng thấp, trời cũng trở lạnh hơn. Trong căn phòng lập lòe ánh sáng vàng của đèn bàn hát ra. Chí Thành ngồi sau bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Đã quá 12 giờ đêm, nhưng anh vẫn làm việc tại trụ sở chưa về nhà. Gần đây không xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, nhưng anh vẫn muốn ở lại phòng làm việc kiểm soát hồ sơ kỹ hơn. Khi làm việc trông anh đĩnh đạc nghiêm túc hơn, khác với vẻ mặt tương tự khi ở với bạn bè nhìn những khung giấy khen treo trong phòng cũng đủ thấy anh là một cảnh sát như thế nào. Trong không gian đen tối ở trụ sở, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ cùng tiếng lật sách, những thứ khác đều chìm và tĩnh lặng. Chí Thành đang chăm chú đọc tài liệu, đột nhiên một tiếng tinh phát ra từ điện thoại khiến anh giật mình. Đặt tập tài liệu xuống, Chí Thành đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi mở ra xem trên màn hình hiện lên dòng đến lượt bạn kèm theo đó là màu tím tượng trưng cho người chơi chí thành cảm thấy khá ngạc nhiên trò chơi này chẳng phải đã kết thúc vào buổi hẹn hôm trước rồi sao tại sao bây giờ nó lại hiện lên chí thành nhìn nó một hồi thì màn hình chuyển sang dòng chữ sự thật hay thử thách anh vội cười khẩy đây là thứ dành cho con nít lên ba hay sao nghĩ rồi anh đưa tay ấn dòng chữ thoát nhưng kỳ lạ ở chỗ cứ mỗi lần ấn vào dòng chữ ấy thì điện thoại lại hiện lên thông báo lỗi không thể kết thúc trò chơi chí thành ấn đi ấn lại nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra cuối cùng trên màn hình vẫn là dòng chữ sự thật hay thử thách từ nãy đến giờ ngoài dòng chữ này thì điện thoại không hề có gì khác chẳng còn cách nào anh đành phải chấp nhận lượt chơi để có thể thoát khỏi trò quái quỷ này. Chí Thành nhanh chóng nhấn vào ô sự thật, hệ thống tiếp nhận thông tin sau đó trên màn hình hiện lên một câu hỏi. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, ở ngôi nhà hoang ngoài thủ đô, anh đã làm mất cái gì? Đọc câu hỏi xong, mặt mũi Chí Thành tím tái, đôi mắt mở to ngạc nhiên, đảo liên tục như đang sợ hãi điều gì đó. Mặc dù nhiệt độ trong phòng khá lạnh Nhưng chán anh vẫn nhễ nhãi mồ hôi Chí Thành bất giác đứng hình trong phút chốc Không biết nên làm thế nào Sau một hồi suy nghĩ Anh cố gắng chấn an Tự nói với bản thân mình rằng Đây chỉ là một trò chơi trẻ con Không có gì quá nghiêm trọng Nghĩ rồi Anh tiền câu trả lời của mình vào điện thoại Mất một chiếc đồng hồ Ở ngôi nhà hoang ngoài thủ đô anh vừa nhập câu trả lời vào điện thoại. Khoảng chừng vài giây sau, hệ thống xác nhận thông tin chính xác. Kèm theo đó là âm thanh chúc mừng chiến thắng. Lượt chơi kết thúc. Bây giờ Chí Thành mới có thể thoát ra khỏi trò chơi. Sau khi thoát ra, anh nhanh chóng xóa ứng dụng đó đi để không phải gặp lại một lần nữa. Chí Thành đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng tựa vào ghế, hít một hơi thật sâu như thể vừa thoát qua một kiếp nạn anh nhắm nghiền mắt lại suy tư rồi đột nhiên hai mắt chí thành trợn trừng những hằn dọc đỏ dài bắt đầu xuất hiện trong mắt anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó trông có vẻ khá vội vã trong màn đêm đen tối không gian bao trùm bởi sự âm u ma mị tất cả chỉ còn lại tiếng thì thầm to nhỏ phát ra từ một căn phòng khóa kín sáng sớm hôm sau khi mặt trời bắt đầu ló dạng những tia nắng mang theo chút hơi lạnh lẽo xuyên thẳng vào phòng của thiên thanh nơi cô đang ngủ thiên thanh khẽ trong mày lấy tay che mắt lại rồi từ từ ngồi dậy đêm qua cô không gặp bất cứ chuyện gì bất thường có thể nói là ngủ ngon giấc thiên thanh bước xuống giường điều đầu tiên cô làm chính là kiểm tra tin nhắn màn hình máy tính vừa sáng đèn thiên thanh nhận được rất nhiều thông báo trong đó có cả tin nhắn của chí thành cô thấy là ngày thường chí thành rất bận bận đến nỗi thời gian ăn cơm còn không có huống chi là nhắn tin thiền thành cũng nhanh chóng xem chí thành viết gì cho mình hộp thư vừa mở ra thiền thành khá ngạc nhiên khi tin nhắn chí thành gửi giống hệt với tin nhắn nhật hạ đã gửi cho cô cậu còn chơi trò sự thật hay thử thách chứ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra Mà có đến hai người gửi tin nhắn cho cô đều cùng một nội dung Chẳng lẽ họ vẫn đang chơi trò đó Thế rồi Thiên Thanh chuẩn bị nhắn lại Chí Thành Thì một tin nhắn khác chen vào khiến cô dừng lại Tin nhắn đó là từ An Nhiên Hôm nay Nhật Hạ có đến studio Nếu cậu muốn gặp Nhật Hạ thì mau chóng đến đây Tức sợ cậu ta sẽ có lịch khác mà đi mất Đọc xong dòng tin nhắn Thiên Thành chẳng nói chẳng rằng cứ thế khoác chiếc áo mỏng ra bên ngoài Bắt một chiếc taxi đến chỗ của Nhật Hạ Chẳng phải tại sao khi nghe tin Nhật Hạ đang ở studio cô lại vui mừng đến vậy Chắc có lẽ là do mấy ngày gần đây Thiên Thanh gặp mấy chuyện không đâu Nên tâm trạng có chút không ổn Thiên Thành bắt xe đến chỗ Nhật Hạ Mất khoảng chừng hơn 20 phút mới đến nơi Đứng trước cửa studio cô nhanh chân chạy vào trong cô đi loay hoay xung quanh studio đi tìm Nhật Hạ. May mắn thầy gặp được An Nhiên, được cô ấy đưa đi gặp Nhật Hạ. Nép mình sau cửa phòng làm việc nhìn vào trong, Thiên Thanh nhìn Nhật Hạ. Chỉ có mấy ngày không gặp, chồng cô ấy khác hẳn, quẳng thâm mắt nhìn rõ hơn, khuôn mặt cũng không còn sức sống như trước, cơ thể gầy gò đi nhiều. Bây giờ nhìn chẳng khác gì bộ xương khô không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến một cô gái năng động, tràn đầy sức sống như Nhật Hạ lại thành ra như vậy. Xót so thương cho người bạn của mình, Thiên Thành không cầm lòng được mà mở cửa bước vào trong, tiến gần đến phía của Nhật Hạ hỏi han. Nhật Hạ, sao mấy ngày không gặp cậu thay đổi nhiều quá vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhật Hạ khá bất ngờ khi thấy Thiên Thành xuất hiện trong studio cô nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi hỏi nhưng mà sao cậu lại ở đây thiên thành chỉnh lại máy tóc rối của bạn thân rồi đáp mấy hôm trước tớ thấy cậu gọi cho tớ rất nhiều lúc gọi lại thì không thấy nghe máy đến studio tìm thì cũng không thấy đâu hôm nay nghe an nhiên nói cậu đi làm nên tớ tức tốc chạy đến đây cậu có sao không mọi chuyện ổn cả chứ Thiên Thanh nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Biết Thiên Thanh lo cho mình, Nhật Hạ cũng cười trừ nói cho qua chuyện. Ờ, mọi chuyện ổn cả, tớ không sao, cậu đừng quá lo. Nhật Hạ đang nói dở, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhanh như cắt, Nhật Hạ mau chóng mở điện thoại lên xem. Thấy Nhật Hạ có vẻ kỳ lạ thiên thành có ý muốn xem bên trong điện thoại có gì nhưng lại bị nhật hạ ngăn cản nhật hạ xem xong điện thoại nét mặt trở lại bình thường không còn căng thẳng như lúc mới nhận được thông báo cất điện thoại vào trong túi nhật hạ quay sang nói với thiên thành à tớ còn có buổi chụp ở studio nên không tiện nói chuyện khi nào rảnh tớ sẽ liên lạc với cậu sau dứt lời nhật hạ nhanh chóng đứng dậy quanh người bỏ đi thiên thành đứng chơi vơi trong phòng trang điểm bất chợt nhớ đến tin nhắn hôm trước cô lên tiếng hỏi ngay này nhật hạ đêm hôm trước cậu có nhắn tin hỏi tớ về trò chơi sự thật hay thử thách gì đó mà chúng ta từng tham gia tớ không hiểu lắm về dòng tin nhắn đó cậu giải thích cho tớ đi nghe thiên thành nhắc đến trò sự thật hay thử thách Nhật Hạ đột nhiên đứng khựng lại, không bước tiếp cũng không quay đầu. Cô chỉ đứng một chỗ, thiền thành cũng không thúc giục mà lặng lẽ đợi câu trả lời của Nhật Hạ. Không gian trong phòng bỗng nhiên im lặng lạ thường. Khoảng chừng vài phút sau, Nhật Hạ mới lên tiếng. Giọng tin nhắn đó cậu hãy quên đi. Thực ra nó cũng không có gì đáng quan tâm đâu, chỉ là tớ tò mò nên mới hỏi. Lần này trả lời thiên thanh xong Nhật Hạ rất nhanh đã rời khỏi phòng Mà chẳng quay lại nhìn thiên thanh đến một cái Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày gần đây Mà khiến mọi thứ thay đổi nhiều như thế Thiên thanh đeo túi sách trên vai chuẩn bị ra về Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Là cuộc gọi từ chủ tiệm sửa chữa Alo Anh gọi tôi có chuyện gì sao ừ, Vâng, điện thoại của cô đã sửa xong rồi cô có thể đến lấy dạ vâng tôi đến ngay nói rồi thiên thanh cúp máy không ngờ điện thoại của mình lại có thể sửa nhanh như thế thiên thanh vui mừng rời khỏi studio trong lúc rời đi cô vô tình nhìn thấy an nhiên đang làm việc tại phòng chụp ảnh thiên thanh có đứng lại một lúc cô nhìn an nhiên một cách chăm chú trong đầu cô bây giờ lại xuất hiện cảm giác thân thuộc cô nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy an nhiên giống như một người nào đó mà cô đã từng gặp trước đây nhưng ngặt nỗi lại không thể nhớ ra đó là ai Thiền thành cứ đứng như vậy như trời chồng được một lúc thì sực nhớ ra chuyện điện thoại cô mau chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi đi đến tiệm cũng may tiệm sửa điện thoại khá gần nơi nhật hạ làm việc nên cô không tốn quá nhiều thời gian đến đó. Thiền Thành bước vào trong tiệm, gặp người chủ quán hỏi. Điện thoại của tôi đã sửa xong rồi sao? Người chủ quán đưa điện thoại cho cô để nói. Cũng may là nó chỉ bị hư hỏng nhẹ, những thiết bị bên trong không bị ảnh hưởng nhiều, nên việc sửa chữa rất nhanh chóng. Thiền Thành hài lòng kiểm tra điện thoại một lúc rồi gật đầu cảm ơn chủ tiệm trả tiền xong xuôi đâu đó cô rời khỏi quán cùng chiếc điện thoại thiên thành vừa rời khỏi tiệm khoảng chừng vài bước chân thì đột nhiên màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên nghĩ có thể chủ tiệm đã bỏ qua không kiểm tra linh kiện gì đó thiên thành chuẩn bị quay lại thì màn hình hiện lên dòng chữ đến lượt bạn sự thật hay thử thách thiên thành ngơ ngác nhìn điện thoại đây chẳng phải là trò chơi hôm trước sao Cô nhớ mình đã rời khỏi trò chơi rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại hiện lên? Chẳng lẽ máy có vấn đề? Thế rồi Thiên Thanh cố ấn nút thoát mấy lần nhưng không được. Không còn cách nào khác, cô đành phải chấp nhận trò chơi. Lần này thứ cô chọn là thử thách. Hệ thống bắt đầu tiếp nhận thông tin, trên màn hình hiện lên chữ: Sự thật hay thử thách? Thiên Thanh vội vàng chọn dòng chữ thử thách hệ thống trò chơi đưa ra thử thách Giết chết con mèo gần mình nhất Đọc xong dòng chữ Thiên Thành chọn xem mắt ngạc nhiên Giết mèo Đùa hay sao Lúc trước trò này chỉ đơn giản với những câu hỏi nhỏ Hành động bình thường thôi mà Bây giờ lại giết mèo Thế rồi Thiên Thành cũng nhìn xung quanh mình Quả thực bên cạnh cô có một con mèo hoang Đang ngồi liếm chân nhưng càng nhìn nó có càng không thể ra tay. Nó đầu đụng chạm gì đến cô, càng không có lý do để giết một sinh linh vô tội. Thế rồi, Thiền Thành quyết định hủy bỏ không thực hiện thử thách. Hệ thống đã bắt đầu xác nhận thông tin. Trên màn hình hiện ra hình phạt. Gặp người không muốn gặp. Đọc hình phạt, Thiền Thành chỉ biết cười trừ rồi nói một câu. "Vớ vẩn." đối với cô trò chơi này chẳng khác gì lừa gạt con nít Chẳng biết Nhật Hạ lấy đường link này từ đâu mà lại có thể chơi được trò chơi này Nghĩ rồi Thiên Thanh bắt xe trở về nhà Lúc xe dừng lại trước biệt thự thì trời cũng nhá nhem tối Trả tiền xong cô vào nhà với tâm trạng khá thoải mái khác hẳn với hôm qua Một phần vì đã gặp được Nhật Hạ biết được cô ấy vẫn ổn Tuy nhiên trong lòng còn có chút gì đó lo lắng không yên Thiền thành vệ sinh cá nhân Thay đồ đạc rồi nấu qua bữa tối Ăn cơm một cách sơ sài Cô vừa dùng bữa vừa kiểm tra lại một lần nữa Trong hơn một ngày không động đến đó Cũng không có quá nhiều thông báo gửi đến cho cô Trừ thông báo từ trò chơi quái đàn kia Cô đang loay hoay ăn bữa tối Thì đột nhiên tất cả các đèn trong nhà đều vụt tắt Mọi thứ chỉ còn lại một màu đen Ánh sáng duy nhất phát ra đó là từ điện thoại của cô Thiên Thành giật nảy mình Bởi sự cố mất điện vừa rồi Cứ nghĩ rằng mất điện do phía bên điện lực sửa điện nhưng không phải Ngoài phải nhà hàng xóm vẫn đang hoạt động Chứng tỏ điện trong nhà có vấn đề Không còn cách nào khác Thiên Thành đành phải tự mình mỏ mẫm sửa đường dây điện trong nhà Cô đi xuống nhà kho để tìm cầu dao Trong nhà tối om Chỉ có ánh sáng từ đèn flash nên cũng đỡ hơn chút nhiều thiên thành mỏ mẫm đi từng bước chậm rãi mãi mới có thể xuống được nhà kho cô mở hộp chứa dây điện soi đèn vào trong xem xét cũng may do ở một mình lâu năm nên cô cũng biết chút đỉnh về chuyện dây điện trong nhà thiên thành ngó nghiêng một hồi chuẩn bị đưa tay vào sửa thì đột nhiên một cái bóng người vội lướt qua khiến cô giật mình thiên thành đứng hình trong chốc lát tay ngừng việc đang làm lại khuôn mặt sợ hãi cất tiếng hỏi lớn ai đó thiền thành đứng đợi câu trả lời trong lo lắng cô chỉ sợ có tên trộm nào đó đã lẻn vào nhà nhưng cái cô vừa thấy chẳng giống như điều cô đang nghĩ gì cả nó mông lung mơ hồ không rõ có thể là người mà cũng có thể là ma bởi nó vụt quá nhanh đến nỗi không thể nắm bắt được không gian tĩnh mịch của màn đêm đen bao phủ toàn bộ ngôi nhà thiên thành đứng im không nhúc nhích cô đang chờ đợi điều gì đó chừng vài phút sau không thấy động tĩnh gì thiên thành mới dần lấy lại cảm giác an toàn từ từ quay lại việc sửa đường điện nhưng khi vừa quay đầu về phía dây điện thì đột nhiên phía dưới bếp phát ra tiếng động lạ giống như có ai đó đang cắt thứ vật gì ở dưới bếp thiên thành ngừng việc đang làm lại Mông Lung sợ hãi tiến về phía nhà bếp. Cô càng tiến gần thì âm thanh phát ra càng rõ ràng hơn. Nó kêu ngày một to hơn. Âm thanh ghê rợn cùng nhịp đập dữ dội của tim khiến cô càng lo sợ. Thiền Thành cứ thế bước đi cùng với chiếc đèn flash trên tay. Ánh sáng lập lòe, không quá sáng cũng không quá tối. Mọi thứ hiện lên một cách mơ hồ thiên thành từng bước chậm rãi cuối cùng cũng đi đến cửa bếp đến nơi cô đứng hình trong phút chốc trước mặt cô bây giờ là hình ảnh của một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ mái tóc tết gọn gàng là người phụ nữ ấy người phụ nữ đứng bên ngoài cửa kính bây giờ cô ta đang đứng trong nhà bếp của thiên thành và thái cái thứ gì đó thiên thành hoảng loạn mồ hôi đổ ra như tắm thứ cô đang diễn ra trước mắt liệu có phải sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng nếu thực sự là cơn ác mộng thì thành chỉ mong sao mình có thể tỉnh giấc cô run rẩy đưa máy điện thoại về phía cô ta nhìn từ đằng sau cô ta giống như một người con gái bình thường không có gì khác lạ từ ngoại hình cách ăn mặc không có gì là người của thế giới bên kia nhưng việc cô ta đột nhiên xuất hiện trong nhà và làm điều mờ ám trong bếp thì không thể nào là người được Thiên Thành cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói cô cô, cô... cô là ai? Người phụ nữ đó không quay lại nhìn Thiên Thành Mà chỉ chăm chăm vào việc mình đang làm Tiếng rào sắc nhọn chạm vào thớt vang lên trong đêm khuya thật rùng rợn Nó cứ cạch cạch, dừng khoảng vài giây rồi lại cạch cạch Nhận thấy cô ta không quay lại Thiên Thành đánh liều hỏi thêm lần nữa cô có nghe thấy tôi nói gì không cô là ai tại sao lại ở nhà tôi cô ta không trả lời giữa hai người chỉ có tiếng dao chạm thớt và ánh sáng từ điện thoại ngỡ tưởng cô ta sẽ không quay lại thiên thành định bước lại thì đột nhiên tiếng dao ngừng cô ta ngẩng đầu lên đặt con dao sang bên cạnh thiên thành đưa mắt nhìn con dao một chất lỏng màu đỏ nhảy nhụa dính trên lưỡi dao và nó đang từ từ chảy xuống thiên thành biết bây giờ mình đã không còn an toàn thứ mà nãy giờ cô ta thái không phải là những thứ thông thường mà là vật gì đó tiết ra máu thiên thành đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích cô gái với chiếc váy đỏ cũng vậy đứng thẳng người không di chuyển được khoảng chừng một lúc thì từ phía cô gái kia phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nặng trĩu thứ âm thanh đó giống như vọng lên từ dưới âm ti địa phủ nó nhỏ nặng trịch lại ồm ồm không giống như giọng nói của một người bình thường nhưng trong không gian tĩnh mịch cũng đủ để nghe thấy cô có nhớ tôi không Thiền thành nhất thời bị câu hỏi của cô ta khống chế chưa thể trả lời ngay lập tức cô đứng khựng lại hai tay run rẩy đôi chân nặng nhọc không thể bước tiếp rồi giọng nói của cô gái đó lại vang lên lần nữa cô còn nhớ tôi chứ nhớ cô ta đang ám chỉ điều gì bỏ qua suy nghĩ cô ta là người hay ma thì điều thiên thanh quan tâm lúc này là chuyện bản thân mình có quen cô ta hay không từ đầu đến bây giờ cô ta không hề quay mặt lại dù chỉ một lần vậy cách nào thiên thanh có thể trả lời được câu hỏi đó không gian im bặt không có hồi đáp Dường như cô ta đang rất tức giận Một tiếng huỳnh vang lên Đó lại là tiếng một vật nặng đập mạnh lên tấm gỗ Thiên thành hoảng loạn Muốn chạy cũng không chạy được Đôi chân của cô không còn nghe lời nữa rồi Miệng cứng đờ không hé ra nữa cơ Lần này cô ta hỏi với giọng gần đầy giận dữ Cô còn nhớ tôi chưa? thiền thành cố gắng cử động cơ miệng ú ớ nói vài tiếng thì nhận ra cô ta đang dần quay đầu lại nhưng chỉ có cái đầu của cô ta di chuyển còn thân mình thì vẫn đứng yên nó giống hệt như lần trước xoay xoay tròn ngay lúc thiền thành chuẩn bị nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô và rồi tiếng hét chói tai vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng của căn nhà Thiền Thành lúc này cảm giác mình có thể điều khiển được cơ thể của mình. Sau khi bàn tay ấy chạm vào vai cô, cô lập tức ngồi quỳ xuống hét lên sợ hãi. Và điều thú vị rằng cũng có một tiếng hét hét theo cô. Nhận ra có gì đó không đúng, Tiền Thành run rẩy đưa chiếc đèn flash chiếu ra đằng sau. Chị Trang! Chiếc đèn flash soi sáng, Thiền Thành nhận ra người ở sau lưng mình là chị Trang, người hàng xóm bên cạnh. Chị ấy cũng giống cô Gương mặt sợ hãi hoảng hốt Cả hai người đều ngồi quỵ xuống đất Chị Trang nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt Rồi đưa tay lên vỗ vỗ ngực Để tự chấn an bản thân Chị quả trách cô Ôi giời em làm gì mà hét loạn lên thế Làm chị cũng giật mình theo Thiền Thành chỉ biết cười trừ Cả hai người vịn vào tay nhau đứng dậy Cô gượng gạo đáp Dạ tại em Thiên Thành đang nói dở Thì bất chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức quay đầu lại Cô xoay điện thoại khắp nơi trong phòng bếp để tìm kiếm Quái lạ Rõ ràng khi nãy cô ta vẫn còn ở đây Vậy mà bây giờ đã biến mất Cô ta đi từ lúc nào vậy Thiên Thành ngó nghiêng nhìn quanh nhà bếp một lượt Nhưng chẳng thấy có gì bất thường Chỗ khi nãy cô gái mặc váy đỏ kia đứng không thấy gì lạ Cái thớt không ở trên mặt bàn bếp Mà được treo ngay ngắn trên tường còn rào dính đầy máu cũng biến mất một cách bí ẩn Mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Thấy thiên thanh như người mất hồn Cứ sơ điện thoại xoay đèn lung tung Chị chàng lo lắng hỏi han Thiên thanh em sao thế Có chuyện gì không ổn à Thiên Thành bị lời nói của chị Trang kéo về thực tại Cô quay đầu lại cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể Cười đáp không có gì đâu Mà chị sang đây làm gì thế Chị Trang giơ lên một chiếc cặp lồng Đưa cho cô gái nói Chị ở có hầm ít canh Biết em ở nhà một mình ăn uống không đầy đủ Nên mang sang đây cho em tầm bổ Nào ngờ Lại bị em dọa cho hết hồn Mà sao nhà tối thui về em Có trục trặc gì à Thiên thành nhanh nhẹn trả lời Dạ chỉ là đột nhiên đường điện nhà em có trục trặc nên đèn trong nhà tắt hết. em đang định tìm đồ để sửa thôi. nghe vậy chị trang niềm nở nói, ôi dào tưởng chuyện gì, mấy cái dây điện này chị sửa được ngọn đâu? cầu giao ở đâu dẫn chị đi? chị sửa giúp cho. thiền thành vui vẻ dẫn chị trang đi đến chỗ cầu giao nhờ chị ấy sửa giúp. cũng may không có gì nghiêm trọng nên chỉ mất có mấy phút đèn trong nhà lại sáng hết lên xua tan đi cái bóng đen âm u khi nãy cô cảm ơn chị trang rối rít hai người ngồi nói chuyện một lúc thì chị trang ra về sau đó khi tiến chị trang ra khỏi cửa nhà thiên thành mới quay về với tâm trạng thực của mình lúc này cô đi loay hoay quanh nhà mặc dù có chút run sợ nhưng vẫn phải làm thiên thành kiểm tra tất cả các ngóc ngách kẽ hở cửa nẻo trong nhà khi đã chắc chắn rằng không có ai ngoài bản thân thì cô mới yên tâm lên phòng Ngồi một mình trong phòng riêng, Thiên Thành suy nghĩ lại từng chuyện xảy ra. Cô như ngờ ngỡ ra điều gì. Đúng, là trò chơi kia, là hình phạt được hệ thống đưa ra khi cô không thực hiện luật chơi, gặp người không muốn gặp. Cô gái mặc váy đỏ kia chẳng phải là người có nằm mơ thì cô cũng không dám mơ đến sao. Nghĩ trò chơi kia có thể liên quan đến chuyện mình đang gặp phải, Thiên Thành nhanh chóng vào ứng dụng trò chơi trên màn hình thông báo cô đã hoàn thành xong lượt chơi của mình bây giờ là đến lượt của người tiếp theo trong lúc chờ đợi cô vào lịch sử của trò chơi kiểm tra xem trong mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra thiên thành tìm trong phần lịch sử ở đây cô mới phát hiện ra những điều quái dị kể từ khi nhật hạ mời mọi người tham gia trò chơi thì nó vẫn luôn tiếp tục mặc dù họ đã dừng chơi sau kết thúc buổi hẹn ngày hôm đó và điều kỳ lạ hơn nữa tất cả bốn người bao gồm nhật hạ đăng khoa chí thành và an nhiên đều tiếp tục tham gia trò chơi trong những ngày mà điện thoại của cô hỏng họ đều chấp nhận thực hiện lựa chọn của mình và có cả hình phạt nữa nhưng có điều những câu hỏi mà hệ thống đặt ra rất mông lung mơ hồ thậm chí cô còn không biết nó đang có dùng ý gì Ví dụ như câu Tại bạn đã dính máu bao giờ chưa? Ngày 13 tháng 6 ở căn nhà hoang đã xảy ra chuyện gì? Những câu hỏi này ở đâu mà ra? Cô nhớ Nhật Hạ từng nói với cô Những gì mà hệ thống trò chơi này biết về thông tin của chúng ta đều là thông qua Facebook Các thông tin mà chúng ta đăng lên Facebook đều được lưu lại trong đây Nhưng những câu hỏi này thật chẳng giống thông tin trên Facebook một chút nào thiên thành ngồi khoanh tay trước ngực nhìn màn hình điện thoại rốt cuộc thì trò chơi này có điều gì mờ ám suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng nhớ ra người đề nghị mọi người chơi game này là nhật hạ chắc hẳn cô ấy sẽ biết nguyên nhân của những chuyện quái quỷ này thế rồi cô chuẩn bị cầm điện thoại gọi điện cho nhật hạ thì đột nhiên trên màn hình hiện lên một màu vàng thiên thành chăm chú nhìn biểu màu sắc và cái chai quay vào màu vàng là màu của đăng khoa Lần này đến lượt anh ta Trên màn hình hiện lên dòng chữ Sự thật hay thử thách Mọi thứ dường như lại bắt đầu Ở trung tâm thành phố Giữa những tòa nhà cao ốc xa hoa trắng lẻ Đăng khoa một mình tận hưởng cuộc sống vinh hoa đó Trong một ngôi biệt thự rộng lớn Nơi chỉ dành cho những kẻ có tiền Anh thành thơi ngả mình trên chiếc giường gỗ lớn mùi hương của hoa hồng thoang thoảng trong phòng không gian tràn ngập mùi tiền khiến ai cũng ao ước đang tận hưởng sự xa hoa đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đăng khoa mở điện thoại nhìn chăm chú vào nó trên màn hình hiển thị lượt chơi của anh đăng khoa cầm điện thoại mặt tay run rẩy mắt đảo láo liên một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng lần trước khi không thực hiện đúng thử thách anh suýt chút nữa đã ngã từ tầng 10 của chung cư xuống đất. Lần này không biết sẽ có chuyện gì đây. Anh nhìn màn hình đắn đo suy nghĩ, nếu chọn sự thật, nó sẽ hỏi anh những câu hỏi mà anh không muốn nói ra. Còn nếu chọn thử thách, thì không biết bản thân sẽ nhận thử thách gì. Anh do dự suy nghĩ mãi, khoảng vài phút sau mới đưa ra quyết định của mình. Anh chọn thử thách. Trên màn hình bắt đầu tiếp nhận thông tin Vài giây sau đã xuất hiện thử thách của Đăng Khoa Từng chữ, từng chữ một bắt đầu hiện ra Tự chặt một bàn tay của mình Bàn tay đã dính phải máu bẩn Đăng Khoa trợn trừng mắt đọc thử thách Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy? Chặt tay, đúng là một trò chơi điên rồ Đăng Khoa tức giận ném điện thoại vào góc tường Anh cười khẩy Nhạo bán ứng dụng rồi đắp chăn đi ngủ Chiếc điện thoại bị anh ném mạnh vào góc tường tối đen Không hiện lên thông báo gì nữa Dường như nó đã sập nguồn Đăng Khoa chẳng mảy may quan tâm đến Anh cứ thấy ung dung chìm vào giấc ngủ Coi những thứ vừa xảy ra là một trò đùa vớ vẩn Hơn 12 giờ đêm Đã gần 3 tiếng kể từ khi Đăng Khoa đi ngủ Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng của đèn ngủ đang khoa ngon giấc trên chiếc giường êm ái không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ rồi đột nhiên chiếc điện thoại nơi góc phòng bật sáng tiếp theo đó là một giọng nói ồm ồm phát ra bạn có chấp nhận thực hiện thử thách hay không không có động thái gì khác ngoài âm thanh phát ra từ điện thoại đằng khoa vẫn ngon giấc chẳng có dấu hiệu rằng sẽ thức dậy căn phòng lại trở về với không gian tĩnh mịch như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 5 phút, 10 phút vẫn không có động tĩnh. Rồi đột nhiên những chiếc đèn ngủ trong phòng nhấp nháy liên hồi. Kể cả không ai động vào công tắc, nó cũng tự sáng đèn. Giọng nói đó lại phát ra từ điện thoại. Lần này âm lượng to hơn trước rất nhiều, như muốn hét vào tai người đối diện. Bạn có chấp nhận hoàn thành thử thách hay không? Đăng Khoa đang ngủ say sưa trên giường Thì bị đánh thức bởi giọng nói đó Anh từ từ ngồi dậy Hai mắt vẫn nhắm lại ngái ngủ Ngồi định thần trên giường chừng vài giây Anh mới mở mắt ra Đăng Khoa vừa mấp mé Hé mở đôi mắt Thì trước mắt anh là cảnh tượng kỳ lạ Đèn trong phòng nhấp nháy liên tục Những chiếc rèm cửa đột nhiên bay lên Mặc dù trong phòng không có gió Rồi giọng nói từ chiếc điện thoại vang lên Thu hút sự chú ý của anh Màn hình điện thoại sáng, âm thanh quỷ dị cứ vang lên. Đăng Khoa hoảng loạn, vỏ đầu bứt tóc không biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói từ điện thoại vang lên một lần nữa. Bạn có chấp nhận hoàn thành thử thách hay không? Đăng Khoa bây giờ như người bị tâm thần, nửa tỉnh nửa mơ. Anh nhìn điện thoại bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Giọng nói ấy cứ liên tục phát ra từ điện thoại điền rồi Điền thật rồi Âm thanh hỗn tạp Ánh đèn chớp nháy càng thêm rối loạn Đăng khoa vỏ đầu bứt tai Không thể nhấn nhịn thêm được nữa Hệ thống bắt đầu tiếp nhận thông tin Giọng nói ấy thôi không vang lên nữa Đèn trong nhà cũng trở lại bình thường Mọi thứ dần quay về trạng thái ban đầu Sau câu trả lời của Đăng Khoa Căn phòng tĩnh mịch đến lạ Rồi đột nhiên từ phía điện thoại vang lên thông báo Người chơi không hoàn thành thử thách Hình phạt đưa ra là Món quà bất ngờ Hệ thống thông báo hình phạt xong Thì điện thoại cũng tự động tắt Đăng khoa bị dọa cho một vố hồn phách lên mây Bây giờ thì đứng hình như pho tượng gỗ Không làm được gì khác Anh cứ ngồi như vậy Được mặt ra Nhìn vào góc tường nơi chiếc điện thoại đang nằm Những chuyện vừa xảy ra là thật hay mơ Là ảo tưởng hay thực tại và cả món quà bất ngờ trong hình phạt quái quỷ kia nữa Tất cả đều mông lung, mơ hồ Không gian mở mở ảo ảo bao phủ toàn bộ căn phòng Đăng Khoa ngồi lì trong phòng chẳng chịu di chuyển Không gian ấy, thời gian ấy đột nhiên bị ngưng động lại Bởi tiếng chuông cửa <laughs> Âm thanh của tiếng chuông cửa lần này vang lên sao khác quá Nó chậm rãi không vội vã cũng không thúc giục như thể để cho người bên trong có thời gian chuẩn bị đăng khoa rùng mình bởi tiếng chuông đó anh hoảng hốt nhìn ra phía tiếng chuông phát ra nhịp tim tăng nhanh hơn mọi khi hô hấp trở nên khó khăn hơn ngay lúc này anh chỉ ước đôi chân không thể đi được để không phải đi đến chỗ cánh cửa ấy nhưng nó lại không nghe theo lời thỉnh cầu như bị ai nhập vào đăng khoa đột nhiên có sức lực không còn đơ như trước anh đứng bật dậy rời khỏi phòng đi đến cửa chính tiếng chuông vẫn vang lên cứ cách ba lần thì lại ngừng một nhịp đều đặn như vậy đứng trước cửa đăng khoa nhìn qua cái lỗ trên cửa xem đó là ai nhưng kỳ lạ ở ngoài không có ai cả mà tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi đăng khoa sợ hãi lùi về đằng sau định quay lưng bỏ đi nhưng tay của anh lại nắm lấy chốt cửa vặt và mở ra bây giờ đã gần một giờ đêm bên ngoài không hề có ai đăng khoa ngó nghiêng quan sát xung quanh một hồi thì không thấy ai ngoại trừ một hộp quà được bọc rất tỉ mỉ bằng giấy bọc màu vàng trước cửa đăng khoa cúi người xuống nhặt hộp quà lên rồi đọc dòng chữ ghi trên đó món quà bất ngờ đăng khoa đọc xong dòng chữ rồi nhìn quanh một lần nữa vẫn không thấy ai anh nhìn hộp quả nghi hoặc nhưng vẫn quyết định đem nó vào nhà dẫu sao cũng là hình phạt từ trò chơi quái đàn kia bản thân càng chối từ thì nó càng làm tới cứ thấy những gì khi nãy xảy ra khi anh không thực hiện thử thách thì biết đăng khoa vào trong nhà cùng hộp quả bên trong anh ngồi đối diện với chiếc hộp trên bàn uống nước ngắm y suy nghĩ đắn đo anh chuẩn bị mọi thứ kỹ càng rồi bắt đầu mở hộp quả đang khoa được tay lại gần nắp hộp mồ hôi tay vã ra nhiều vô kể anh run rẩy từ từ mở hộp ra dù chỉ mở được một phần ba nhưng anh đã thấy lấp ló thứ gì đó màu đen nhánh cho đến khi nắp hộp hoàn toàn mở ra anh mới thực sự rơi vào tâm trạng sợ hãi tột độ trong chiếc hộp là đầu của một người con gái máu mè bê bết những lọn tóc đen xóa dài che mất nửa khuôn mặt hai mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía anh. Trong hộp chỉ có cái đầu của một cô gái và một con búp bê cũ đang ôm trọn lấy cái đầu đầy máu. Cảnh tượng ghê rợn, không chỉ có máu mà còn có cả những thớ thịt đỏ hòn, bộ nội tạng nguyên vẹn của một con heo đặt xung quanh. Đăng khoa hoảng loạn tột độ, hất tung chiếc hộp ra một góc. Do lực đẩy quá mạnh Chiếc đầu bị văng ra một góc nhưng ánh mắt đầy căm phẫn vẫn nhìn về phía anh. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dài trên nền đá hoa. Còn con búp bê kia khi vừa mới bị rơi xuống đất, trong người nó phát ra một bài hát âm u rùng rợn. Từng giai điệu nhẹ nhàng nhưng giận tóc gáy vang lên nhịp nhàng. Đó chẳng phải là bài hát Gloomy Sunday hay sao? Từng nốt nhạc, lời hát, âm thanh đều khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ. Âm nhạc hòa cùng khung cảnh ma mị Nơi đây còn đáng sợ hơn nghĩa địa Đăng khoa thất thần ngồi trên ghế sofa Cách đầu của cô gái kia vẫn nhìn về phía anh Mặc dù biết nó chỉ làm bằng nhựa Nhưng trông hình thù vẫn rất đáng sợ Không biết ai đã bày ra trò chơi quái ác này nữa Đăng khoa ngồi lì trên ghế chừng một lúc Định thần lại được mọi thứ rồi mới bắt đầu tìm cách giải quyết Anh đứng dậy đi thẳng vào trong phòng lấy chiếc áo gió mỏng cứ thế mà rời khỏi nhà bỏ mặc những thứ quái dị lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo có lẽ anh không đủ dũng cảm để vứt nó đi cũng không dám lại gần thêm một bước chân nào hết bây giờ ở lại trong nhà thì không được chỉ còn cách rời khỏi nơi dính đầy máu tươi này sáng sớm hôm sau thiền thành đang in tước trên chiếc giường trắng tinh thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Âm thanh vang lên liên hồi, Thiên Thành được tay lấy điện thoại, vuốt màn hình trả lời. Alo? Thiên Thành, cậu mau đến quán cà phê hôm trước đi. Mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi. Quán cà phê? Đúng vậy, cậu nhanh lên đi. Thiên Thành sực nhớ ra hôm nay cả năm người hẹn nhau ở quán cà phê cũ để bàn bạc về ứng dụng trò chơi kia. Tối hôm qua, mọi người nhắn tin trong nhóm nói chuyện đến tận khuya mới đi ngủ, nên sáng nay cô mới dậy muộn. Thiên Thành nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi bắt xe đến quán cà phê nơi mọi người tụ họp. Trên suốt quãng đường đi, lòng cô thấp thỏm không yên, không biết liệu rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay có đi đến giải pháp tối ưu nhất không. Khoảng 30 phút sau, Thiên Thành đã có mặt tại quán cà phê. Cô bước xuống xe trong lòng đầy những suy tư, liệu rằng hôm nay có chuyện gì xui xẻo xảy ra hay không. Thiên Thành đi vào trong quán, cô nhìn xung quanh bốn người bọn họ vẫn ngồi ở vị trí cũ, nơi họ bắt đầu trò chơi. Thiên Thành nhanh chóng giải bước đến gần, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống mà không nói lời nào, chăm chú quan sát Nhật Hạ không khác lần cô gặp ở studio là bao. Chồng Nhật Hạ gầy hơn, gương mặt hốc hác, quầng thâm xuất hiện nhiều hơn. Chí Thành cũng vậy, nét mặt lờ đờ, mắt vô thức nhìn một hướng, ngồi im như pho tượng. Còn Đăng Khoa thì thảm hại hơn. Anh như người mất hồn, cứ lơ đáng ở đâu đó trên trời. An nhiên sợ hãi rụt rè không dám lên tiếng. Trong năm người, có lẽ Thiên Thành là người tỉnh táo nhất. Thiên Thành nhìn mọi người một hồi rồi lên tiếng hỏi Các cậu tính sao về trò chơi quái quỷ kia? Lúc này an nhiên mới dám nói Chúng ta cần phải nghĩ cách Nó không phải trò chơi bình thường Rõ ràng đã rời khỏi cuộc chơi Nhưng hệ thống vẫn tiếp tục những lượt chơi tiếp theo Hơn nữa sự thật, thử thách và hình phạt ngày càng biến thái không được bình thường Điều quan trọng đến rằng Những gì nó thông báo chắc chắn sẽ xảy ra với người chơi. An nhiên nói mà giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc. Nhìn về mặt yếu đuối, nấm lấp lo sợ của cô bây giờ, chắc hẳn đã bị trò chơi dọa cho chết khiếp. Ai cũng muốn kết thúc nó, nhưng làm cách nào cơ chứ? Sau khi Thiên Thành và An Nhiên dừng nói chuyện, không khí lại chậm lắng, lạ thường. Chẳng ai lên tiếng nữa, họ ngồi như vậy chừng vài phút. Đột nhiên Đăng Khoa nổi giận đập mạnh một cái vào bàn uống nước Khiến tất cả đều giật nảy mình Anh nhìn chăm chăm về phía của Nhật Hạ Đôi mắt hiện lên những vết hằn đỏ sọc Tay nắm lại thành hình nắm đấm gằn giọng nói Trò chơi này Chẳng phải là do cậu bày ra hay sao Nhật Hạ Chính cậu là người rủ mọi người tham gia nó Vậy cậu phải biết cách kết thúc nó chứ Nói màu Muốn dừng cuộc chơi thì phải như thế nào Nói từ nói ở cuối câu của Đăng Khoa được anh nhấn mạnh đến nỗi ai nghe cũng phải sợ hãi. Liệu đây có phải đỉnh điểm sự tức giận của một người đàn ông? Không chỉ Nhật Hạ thấy sợ, mà ngay cả Trí Thành cũng nhìn Đăng Khoa bằng một ánh mắt khác. Người thường ngày vẫn vui vẻ cười cười nói nói, khi tức giận lên quả thực, rất đáng sợ, dữ dội hơn hẳn người bình thường nhiều. Nhật Hạ cố tránh né ánh mắt từ mọi người, cô cúi gằm mặt xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi người cô run lên từng đợt hai tay cứ bấu chặt vào vạt áo nấc lên được vài tiếng thì đáp lại tớ xin lỗi tớ tớ không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy trò chơi đó tớ tớ, tớ thực sự không biết cách dừng cuộc chơi lại chí thành đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía nhật hạ anh cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, không quá nóng nảy nói. Nhật Hạ, đến giờ phút này rồi cậu đừng vô trách nhiệm như vậy. Cậu là người thuyết phục mọi người tham gia trò chơi đó, luật chơi cậu nắm rất rõ, ngay cả cách cài đặt ứng dụng cũng là cậu. Bây giờ cậu nói không biết dừng lại là sao? Nhật Hạ, coi như tức cậu xin cậu, hãy nói cách dừng cuộc chơi ra có được không? Chí Thành khẩn khoản cầu xin Chưa bao giờ Thiên Thanh thấy Chí Thành chịu hạ mình trước người khác như vậy Đặc biệt với một người con gái Chí Thành dường như đã rơi vào tột đỉnh của sự sợ hãi Anh muốn nhanh chóng kết thúc nó Càng sớm càng tốt Ánh mắt đầy hy vọng Gửi gắm niềm tin nơi Nhật Hạ Cuối cùng lại bị cô ấy dập tắt Nhật Hạ chỉ biết lắc đầu Rồi cục đầu vào người Thiên Thanh khóc nức nở có lẽ điều nhật hạ nói là thật cô ấy không hề biết cách dừng cuộc chơi lại mọi người đều thất vọng ánh mắt của đăng khoa nhìn nhật hạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô chỉ đáng tiếc là không thể bầu không khí lại trở về với sự tĩnh lặng không gian bao quanh ngột ngạt đến không thở được im lặng chừng một lúc an nhiên lên tiếng nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết cùng tìm ra cách thoát khỏi trò chơi. Nhật Hạ, cậu có nhớ ai là người gửi link trò chơi này cho cậu không? Hoặc là từ đâu mà cậu có được nó? Nhật Hạ sụt xịt vài tiếng, cố kìm nén cảm xúc, tự nhủ bản thân bây giờ không phải lúc khóc. Cô bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu nói. Thực ra chuyện kết bạn trên Facebook của tớ đều do quản lý quyết định Nên những người trên Facebook đều là người mà tớ biết Nhưng cách đây mấy tuần tớ có nhận được tin nhắn từ một người bạn Người đó gửi đường link trò chơi đó cho tớ Rồi nói mấy câu gọi mời như là đã có nhiều người chơi trò này Hơn nữa nó cũng rất đơn giản Sau đó tớ cũng nhấn vào link xem qua thì đúng là một trò chơi bình thường Đầu ngờ rằng bây giờ lại thành ra như vậy Nhật Hạ vừa nói vừa sợ Thiên Thành bên cạnh vỗ nhẹ vài mấy cái chấn an Thiên Thành khẽ nhíu mày suy nghĩ điều gì rồi hỏi Cậu nói đã từng có rất nhiều người chơi trò chơi này Nhưng tớ lại chưa bao giờ nghe nói Nếu nó thực sự đáng sợ chắc hẳn phải có người truyền tay nhau Với lại, việc kết bạn trên Facebook của cậu hầu như đều do quản lý làm Vậy làm thế nào mà cậu có thể kết bạn với người đó? mọi người đều đồng tình với suy luận của thiên thanh việc người này có thể kết bạn với nhật hạ chỉ có một khả năng chính là quản lý đã chấp nhận lời mời kết bạn nghĩ rồi nhật hạ nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm nick của người giấu mặt cô kết quả lại không tìm thấy trong danh sách bạn bè hơn nữa cuộc trò chuyện giữa hai người cũng bị xóa từ khi nào mọi manh mối bây giờ đều đi vào ngõ cụt Ai cũng sợ hãi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Không khí bắt đầu rơi vào trầm lặng. Rồi Thiên Thành đột ngột lên tiếng: Nếu như đã có nhiều người chơi trò chơi này, vậy thì chúng ta sẽ phải tìm những người từng chơi nó để thoát ra khỏi trò chơi. Mọi người hãy về tự điều tra thêm thông tin, tập hợp lại gửi vào trong nhóm. Tớ nghĩ chắc chắn sẽ có tiến triển. Những lời nói đầy thuyết phục của thiên thanh khiến cho mọi người an tâm hơn. Phần nào cũng gieo lên ít hy vọng. Bây giờ không ai biết danh tính của kẻ xấu mặt kia. Những lời hắn nói có đáng tin hay không. Nhưng được cái nào hay cái đấy. Thả tin còn hơn bỏ sót. Cả năm người bọn họ bắt đầu bàn bạc bà kế hoạch. Cùng nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên trong bầu không khí đầy căng thẳng. Nằm chiếc điện thoại sáng đèn. Kèm theo đó là âm thanh thông báo đến lượt tiếp theo. Bọn họ đều sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn vào điện thoại. Trên màn hình, cái chai bắt đầu xoay vòng. Ánh mắt sợ hãi, toàn thân run rẩy, nét mặt căng thẳng. Nhiều khi còn nghe thấy tiếng cầu khẩn làm ơn đừng xoay vào bản thân. Không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào số phận. Cái gì đến cũng sẽ đến. Cái chai chuyển động chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trong không gian một âm thanh khẽ vang lên màu đỏ màu đỏ là màu của nhật hạ cả bốn người còn lại đều hướng ánh mắt về phía cô nhật hạ nhìn màn hình điện thoại nét mặt chứa đầy sự sợ hãi hai tay bấu chặt vào nhau run rẩy đến lượt cô thật rồi là màu đỏ trên màn hình hiện màu đỏ dòng chữ định mệnh ấy lại xuất hiện một lần nữa sự thật hay thử thách cả bốn người đều nín thở chờ đợi quyết định của nhật hạ nhật hạ không biết nên làm thế nào và cũng chẳng ai có thể đưa ra lời khuyên cho cô chọn sự thật hay thử thách cho dù thế nào thì họ cũng phải đối mặt với cái chết nhật hạ run sợ cô không muốn trả lời những câu hỏi đó nữa và rồi ô thử thách cũng sáng đèn, màn hình hiện lên dòng chữ: Ăn mèo sống. Năm người đọc thử thách của Nhật Hạ xem thử thách này không quá khó khăn, mặc dù nó có chút khó nuốt, nhưng vẫn tốt hơn là tự chặt đứt đôi tay của mình. Chí Thành đọc thử thách rồi nói với Nhật Hạ: "Thử thách này đối với cậu đúng là có chút khó khăn, nhưng dấu sao nó cũng đỡ hơn là phải chịu hình phạt." cố gắng lên được mọi người động viên an ủi nhật hạ nguôi ngoai đi phần nào trong những thử thách mà hệ thống đặt ra thì thử thách lần này có thể coi là nhẹ nhàng nhất năm người cùng bàn bạc tìm ra cách giải quyết họ ngồi như vậy ở quán cà phê đến gần trưa mới về lần này khác những lần trước họ đến đây với tâm trạng đầy lo lắng ưu tư nên sau khi kết thúc cuộc hẹn ai về nhà nấy Thiện Thành bắt xe trở về cùng với Nhật Hạ. Cô lo lắng, sợ rằng nếu để Nhật Hạ một mình không an tâm, nhất quyết phải đi theo. Trong suốt quãng đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Thiện Thành chỉ biết âm thầm an ủi, chấn tĩnh Nhật Hạ, làm những chuyện cần thiết để cô ấy phấn chấn hơn, mặc dù biết sẽ rất khó khăn. Hai người đi xe mất khoảng chừng 20 phút thì đến nhà của Nhật Hạ thiên thành xuống xe cùng với nhật hạ lên tận trên nhà cô muốn nhìn thấy nhật hạ an toàn thì mới yên tâm trở về đứng trước cửa nhà nhật hạ thiên thành lo lắng dặn dò vài điều cậu nhất định phải cẩn thận cho dù có chuyện gì xảy ra hãy đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu nếu như quá khó khăn hãy gọi điện cầu cứu tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhật hạ cảm động ôm chặt lấy thiên thành khóc nức nở cô cảm ơn thiên thanh rồi vào trong nhà cánh cửa gỗ đóng lại mọi thứ lại diễn ra giống như nó đã từng diễn ra thiên thanh trở về nhà thì cũng đã là chiều sớm bước vào trong nhà lại cảm giác ấy tại sao mỗi lần đi vào trong chính căn nhà của mình thiên thanh đều cảm thấy sợ sệt ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo cô nó màu đỏ nhỏ lắm giống như mắt mèo chớp nhoáng lúc thấy lúc không Thiên Thành không thể chịu nổi cảm giác này Cô đi vòng quanh nhà một lượt Tìm mọi ngóc ngách ngay cả những chỗ nhỏ nhất Để tìm một thứ gì đó không xác định Loài hoài một hồi vẫn không thấy gì Cô mệt mỏi chán trường Ngả mình trên chiếc ghế sofa Cứ sống trong tình cảnh thế này mãi Thì có lẽ chưa kịp tìm ra cách thoát khỏi trò chơi Mà cô đã phát điên vì cảm giác bị theo dõi Thiên Thành nhắm nghiền mắt lại Suy ngẫm Đến lúc mở mắt ra thì thời gian đã trôi qua hơn 10 phút. Đang định đứng dậy lên phòng thì mọi sự chú ý của cô đều tập trung nơi cái cây cảnh nhỏ trong nhà. Thiên Thành chọn xe mắt, miệng nở nụ cười tươi giói. Đúng rồi. Cả căn nhà này chỉ có nơi cái cây là cô không kiểm tra. Thiên Thành nhanh chóng đi gần đến chỗ cái cây, mỏ mẫm trong đám lá xanh mơn mợn kia. Sau một hồi thì cũng phát hiện ra bên trong tán cây là một thiết bị camera theo dõi thiên thành cầm camera trên tay tự hỏi mình có đặt thứ này ở trong nhà hay không rồi cô nhanh chóng đi đến những nơi có cây trong nhà tìm kiếm kết quả ở trong những tán lá đều có thiết bị theo dõi tìm hết một lượt trong nhà chắc chắn rằng không còn chiếc camera nào thiên thành mới tập trung nó lại vào một chỗ cẩn thận xem xét từng cái trong nhà cô chỉ lắp đúng hai cái camera một cái trong nhà đặt và một cái ở ngoài sân nhưng cả hai cái đều đặt trên tường chứ không phải trong tán cây vậy mà bây giờ lại tìm thấy đến tám chiếc camera ở khắp nơi trong nhà đã có người lẹn vào nhà để làm điều đó thiền thành khẳng định trong đầu chắc nịch như vậy nhưng ở đây bảo vệ nghiêm ngặt làm cách nào có người lẹn vào được mặc dù căn biệt thự xây dựng ở một nơi khá yên tĩnh nhưng không có nghĩa vấn đề an ninh không được tốt ở đây ngoài bảo vệ còn có thiết bị phát hiện kẻ đột nhập mỗi lần có người lạ nó đều vang lên âm thanh thông báo đằng này lại không thấy nhân viên an ninh báo có chuyện bất thường vậy chỉ có hai khả năng xảy ra một là người đó đã thành công qua mặt an ninh và thiết bị chống trộm hai là hắn ta có chìa khóa nhà của thiên thanh thì mới có thể đường đường chính chính đi vào trong nhà mà không bị ai nghi ngờ. Thiền Thành suy nghĩ một hồi nhưng lại chẳng nghi ngờ được ai. Cô sống một mình, không họ hàng thân thích, cũng không thủ án với ai bao giờ. Nhưng điều có thể chắc chắn rằng cô không phải người lắp đặt những thứ này mà là một người khác. Rồi đột nhiên, Thiền Thành ổ lên một tiếng đây là lý do vì sao hệ thống trò chơi biết được tất cả những thông tin liên quan đến cả năm người. Ngoài những gì đã cập nhật trên Facebook, vậy có nghĩa có người đang điều khiển trò chơi, còn hệ thống chỉ là công cụ che mắt. Nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau? Tối đến không gian thay đổi nhiều hơn hẳn, Thiên Thành ăn qua loa bữa tối rồi lại chui vào trong chăn sưởi ấm như một con mèo nhỏ. Đầu nặng trịch suy nghĩ ưu tư, tâm trạng thất thường chẳng có hứng thú đâu để tìm tài liệu cho tác phẩm tiếp theo. Cứ nhớ đến trò chơi là cô lại lo lắng cho Nhật Hạ, không biết cô ấy thực hiện thử thách như thế nào. Bây giờ muốn gọi điện cũng không được, bởi cho đến khi lượt chơi kết thúc thì không thể có bất kỳ thứ gì có thể quấy rầy người chơi. Thiền Thành chỉ biết cầu mong cho Nhật Hạ bình an, vô sự. Đang loài hoài với mấy thứ linh tinh trên điện thoại, thì đột nhiên thiên thanh nhận được một tin nhắn từ một người lạ không biết là ai cô tò mò vào xem thử thì đó là một người ẩn danh người đó gửi cho cô một video thông thường thiên thanh chẳng bao giờ xem tin nhắn từ một người lạ nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hình cắt trong video cô lại hứng thú bởi nó rất quen thiên thanh quyết định mở video đó lên cô cầm điện thoại trên tay rừng rừng nước mắt khi thấy người trong video đó không ai khác chính là Vân An, một người bạn cũ của cô ở cô nhi viện. Vân An cũng là một phần trong nhóm bạn chơi với nhau, nhưng 5 năm trước cô đi du học nên cũng không còn liên lạc với Vân An nữa. Tưởng chừng đã mất hết liên lạc, nào ngờ bây giờ nhận được video từ cô ấy. Thiền Thành chăm chú vào màn hình điện thoại, xem đoạn video dài khoảng hơn một phút bên trong là hình ảnh của vân an cùng vài lời hỏi thăm gửi đến thiên thanh cô ấy nói mình rất nhớ mọi người muốn gặp mọi người và sẽ không lâu nữa tìm đến mọi người đến lúc này cả năm người sẽ cùng ôn lại kỷ niệm cũ thiên thanh vui vẻ xem đi xem lại đoạn video ấy rồi vui vẻ nhắn lại hỏi thăm tình hình vân an nhưng hình như không có hồi âm nhưng dẫu sao trong những ngày tháng tăm tối thì cuối cùng đã có một tia hy vọng soi sáng cô sẽ gặp lại người bạn mà mình yêu quý nhất có lẽ trong màn đêm tăm tối hôm nay ngôi nhà của thiên thanh lại có chút hơi âm thoáng qua tại khu trung cư gần trung tâm thành phố nơi những ánh đèn xa hoa lộng lẫy tỏa sáng âm thanh ồn ào nhộn nhịp ở phố đi bộ vang vọng tạo nên bầu không khí vui vẻ trái ngược với cái vẻ rộn ràng ấy lại là một không gian ngột ngạt đến khó thở tâm trạng hồi hộp chờ đợi điều khủng khiếp sắp xảy ra nhật hạ ngồi trong phòng lòng thấp thỏm lo sợ bây giờ đã gần 8 giờ tối nhưng cô vẫn chưa thực hiện thử thách điện thoại thì tắt nguồn bởi cô không muốn nhìn thấy bất kỳ thông báo nào về trò chơi đó nhưng nhật hạ thực sự không biết nên làm nó thế nào nếu thực hiện sai hình phạt sẽ càng kinh dị hơn đột nhiên trong không gian đầy căng thẳng một giọng nói chậm thấp phát ra từ điện thoại khiến cô giật mình giết mèo bằng tay ăn sống nhật hạ giật mình khi từ trước điện thoại phát ra giọng nói lạ rõ ràng cô đã tắt nguồn điện thoại nhưng tại sao vẫn có âm thanh phát ra từ nó nhật hạ mon men sợ hãi lại gần chiếc điện thoại màn hình vẫn tối đen duy chỉ có giọng nói vẫn luôn vang lên giết mèo bằng tay ăn sống nhật hạ sợ hãi làm rơi điện thoại xuống đất mổ mèo ăn sống trò chơi này thật điên rồ làm thế nào cô có đủ can đảm để giết một con mèo bằng tay chứ hơn nữa ở đây lại không có bất kỳ con mèo nào cả nhật hạ hoang mang trong những suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên từ bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng kêu meo meo nhật hạ giật bắn mình quay đầu về phía cửa tiếng kêu của mèo ở trong chung cư này có mèo từ bao giờ vậy nhật hạ sợ hãi lê từng bước chậm rãi về phía cửa chính đứng trước cửa nhật hạ hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm mình có vặn chặt tay nắm cửa mở ra ở bên ngoài đã có sẵn một con mèo đen đang ngồi liếm chân thỉnh thoảng cũng kêu lên vài tiếng meo meo nhật hạ chọn xem mắt ngạc nhiên nó chính là món mà cô phải ăn hay sao nhưng không phải ăn bằng cách thông thường mà là ăn sống con mèo ngồi trước cửa đếm chân vài cái rồi đưa chân lên gái đầu xong rồi đầu đó thì nó chạy thẳng vào trong nhà của nhật hạ mặc cho một người đang đứng bất động cô nhìn con mèo chạy vào trong nhà bàn tay vô thức đóng cửa lại món ăn chính buổi tối ngày hôm nay chính thức được bày ra, thịt mèo sống. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa tỏa nắng, Thiên Thành đã lục đục chuẩn bị mặc quần áo, túi sách để ra khỏi nhà. Tối hôm qua, mặc dù cô rất vui khi nhận được tin nhắn từ Vân An, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cô vẫn nâm lớp lo sợ, lo lắng cho Nhật Hạ đêm qua là thời gian nhật hạ thực hiện thử thách không biết nhật hạ có vượt qua không thiên thanh rời khỏi nhà chuẩn bị bắt xe đến nhà nhật hạ thì nhận được một thông báo từ trò chơi người chơi đã hoàn thành thử thách đọc dòng thông báo thiên thanh vừa mừng vừa lo nhanh chóng bắt xe đến chỗ nhật hạ trên suốt quãng đường đi cô không ngừng gọi điện cho nhật hạ nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói Thầy bào quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Thiên Thanh càng lo lắng hơn Chỉ mong sao không có chuyện bất chắc xảy ra Đến chung cư của Nhật Hạ Thiên Thanh chạy lên trên tầng tìm số phòng Đứng trước cửa bấm chuông mãi không thấy có người đi ra Cửa thì không khóa Thiên Thanh đành đánh liều đi vào trong Bước vào bên trong mùi hôi tanh nồng nặc của máu sọc thẳng lên mũi Khiến cô khó chịu Thiên Thanh đi vào sâu hơn cô thấy ở trong nhà bếp có những vệt máu kéo dài trên nền đất. Ngoài ra, còn có xác của một con mèo đen bị phanh thây trông rất ghê rợn trên bàn ăn. Nội tạng của nó là liệt dưới đất, ngay cả trên bàn ăn cũng có. Ruột thì bị mất một nửa, tìm bà can thì không tìm thấy gì. Phổi cũng vậy, một nửa ở dưới đất, còn một nửa trên bàn trông giống như ai đó đã ăn mất một miếng. Lồng mèo bị máu làm cho vấy bẩn dính chặt lại với nhau con mèo chết không toàn thay hai mắt mở trừng trừng rất dị hợm còn điều đáng sợ hơn chính là tứ chi cái còn cái mất đầu mèo bị lõm một chỗ trên những cái kệ đựng chén đĩa còn có những vệt máu chảy dài nó chết do bị va đập mạnh ở phần đầu cảnh tượng trước mắt còn kinh dị hơn khi xem một bộ phim kinh dị những gì thiên thanh đang thấy phải chăng là sự thật Cô ngó nghiêng quanh nhà bếp một lượt nhưng không thấy ai, ngoài con mèo đã chết. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Thiên Thành vội vã gọi tên Nhật Hạ. "Nhật Hạ, Nhật Hạ, cậu ở đâu rồi?" Nhật Hạ. Tiếng gọi vang vọng khắp nhà nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Thiên Thành càng lo sợ hơn, cô đi khắp nơi tìm trong nhà tìm Nhật Hạ, vừa tìm vừa gọi tên. Thiên Thành vào trong phòng ngủ nhưng vẫn không tìm thấy. Ngay lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì vệt máu trên cánh cửa phòng tắm thu gọn vào ánh mắt của cô. Thiên Thành từ từ lại gần, khẽ cất tiếng gọi. Cô đến nhà tắm đưa tay đẩy nhẹ cửa thì thấy Nhật Hạ đang ngồi thẫn thờ dưới vòi hoa sen, toàn thân ướt sũng. Trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính đầy những vệt máu dài. Quần áo thì đầy máu, vài chỗ trên mặt cũng có vết máu chưa được rửa sạch thiên thanh hốt hoảng vội vớ lấy chiếc khăn tắm treo bên ngoài chạy đến đắp lên cho nhật hạ rồi lo lắng hỏi han nhật hạ cậu có sao không có bị thương ở đâu không tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé nhật hạ đưa đôi mắt thẫn thờ quay sang nhìn thiên thanh rồi hòa khóc cô khóc rất to cả người run lên từng đợt hai tay nắm chặt lấy vạt áo của thiên thanh còn thiên thanh chỉ biết ôm bạn mình vào lòng khẽ vỗ nhẹ lên lưng trấn an. Cả hai người chỉ biết ôm nhau sợ hãi chẳng nói năng được câu gì. Thiền Thành giúp Nhật Hạ lấy lại tinh thần, thay toàn bộ quần áo dính máu trên người rồi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi. Thiền Thành không dám nhắc đến chuyện tối qua, nhìn vẻ mặt Nhật Hạ thì biết cô đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào. Thiền Thành chỉ âm thầm ngồi bên cạnh an ủi. Khoảng thời gian này hai người không nói lời nào. Người này nhìn người kia không gian cứ thế chìm xuống. Cứ như vậy chừng một lúc lâu sau, Thiền Thành sực nhớ ra chuyện video của Vân An. Cô hấn hở lấy điện thoại mở ra cho Nhật Hạ xem. Thiền Thành nghĩ nếu Nhật Hạ xem được chắc chắn sẽ rất vui bởi cũng đã lâu lắm rồi ba người không gặp lại nhau. Nghĩ vậy, Thiền Thành khẽ đẩy tay Nhật Hạ nói. Nhật Hạ! Tôi cho cậu xem cái này hay lắm, chắc chắn sau khi xem xong cậu sẽ vui lên mà xem." Nhật Hạ nghe Thiên Thanh nói thì khẽ quay đầu lại, ánh mắt vô hồn nhìn cô, nhưng vẫn cố gắng để xem thứ Thiên Thanh nói là gì. Thiên Thanh vui vẻ bật đoạn video đó lên rồi đưa cho Nhật Hạ xem. Nhật Hạ cầm điện thoại trên tay chăm chú nhìn vào màn hình. Rồi đột nhiên Nhật Hạ hét toáng lên, ném điện thoại sang một phía cả người co rúm lại ánh mắt còn chất chứa sự sợ hãi tột độ hơn khi nãy cô cứ thế lùi dần về góc giường trong vô thức thiên thành không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đó chỉ là video từ vân an thôi mà đâu có gì đáng sợ cô đứng dậy nhặt điện thoại lên rồi tiến gần về phía nhật hạ hỏi cậu sao vậy đây là video từ vân an đó cậu không thấy sao là vân an Nhật hạ mắt trợn trừng Hẳn những vết đỏ sọc trong con người Cô hét lên với thiên thanh Gần cổ Nổi hết cả lên Tránh ra Cậu mau đem cái thứ chết tiệt đó ra khỏi đây Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa Mau đem vứt đi Nhật hạ vừa hét Vừa nắm gối chăn Ném về phía của thiên thanh Thiên thanh bây giờ vẫn ngơ ngác Không hiểu mình đã làm gì sai cố cố gắng tránh những đồ vật mà nhật hạ ném về phía mình cố lên tiếng hỏi cậu sao vậy nhật hạ đây chỉ là một video bình thường không có gì đáng sợ cậu đâu cần phải phản ứng gay gắt đến thế làm ơn bình tĩnh lại bình tĩnh cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì được chứ mọi thứ diễn ra ngày hôm qua đã đủ làm cho tôi khủng hoảng đến trầm trọng rồi bây giờ cậu lại lôi cái thứ điên này ra dọa tôi cậu có còn Coi tôi là bạn nữa không hả Nhật Hạ không ngừng la hét chửi rủa. Thiên Thành thì ngẩn người ra Cô cố lấy bình tĩnh Đến gần Nhật Hạ Ngăn cô ta lại rồi hỏi Tớ vẫn luôn coi cậu là bạn Nhưng hành động của cậu đang làm tớ Không thể hiểu nổi Tốt cuộc tớ đã làm gì sai Đáp lại câu hỏi của cô Là cái cười nửa miệng của Nhật Hạ Cô ta hất tay ra khỏi người mình, giọng nói đầy run rẩy, nhưng vẫn có thứ gì đó chặn ở giữa cổ họng. Những lời thốt ra nhẹ như lông hồng, vậy mà vẫn khiến người khác phải bận tâm. Cậu có biết, cậu cho tôi xem video của một người đã chết không? Đã chết. Ý, ý cậu là sao? Ý tôi là, cậu nhận được video từ một người đã chết. Vân An. Vân An đã chết cách đây 5 năm rồi Cô ta đã chết rồi Đã chết rồi Nhật Hạ cười khổ Gần cổ nổi hết lên Mì mắt ươn ướt Thiên Thành thẫn thở khi nghe những lời đó Có bất giác lùi về sau Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Nhật Hạ Hai tay đưa lên đầu Đau đớn nói Không phải Cậu nói dối Vân An chưa chết cậu ấy vẫn còn sống hôm qua hôm qua cậu ấy còn nói sẽ về thăm chúng ta mà không thể nào có chuyện là đã chết được nhật hạ cậu lừa mình đúng không cậu nói đi vẫn ăn chưa chết chưa chết đúng không thiền thành chạy đến hai tay nắm chặt lấy bà vai nhật hạ ánh mắt đầy hy vọng mong chờ điều gì đó từng giọt nước mắt lăn dài trên má nhật hạ Cô ta vẫn giữ nét mặt đau khổ, lạnh lùng nói, "Cô ta chết rồi." Cả thế giới của Thiên Thành sụp đổ trong chốc lát, cô ngồi bịch xuống giường, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa. Cô ạ à khóc, khóc rất lớn. Mọi thứ xung quanh cô bây giờ chỉ còn lại là màu đen u tối. Mới ngày hôm qua cô còn vui vẻ khi sắp gặp lại người bạn thân hôm nay lại đau đớn khi biết người đó đã chết đây là trò đùa của số phận hay số phận vốn dĩ đã như vậy đau đớn hoảng loạn tổn thương chỉ trong một thời gian ngắn mà cô đã phải chịu những điều ấy cùng một lúc thiên thành không nói nhật hạ cũng im lặng mỗi người tự tìm cách giải quyết nỗi đau của riêng mình căn phòng nhỏ chỉ có hai người không gian bỗng dưng thu hẹp lại không khí cũng ngột ngạt hơn ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ đôi khi là tiếng nấc vang lên trong vô thức thiên thành kịp nén nỗi đau cố gắng không để bản thân gục ngã cô lau nước mắt trên khóe mì hít hà vài cái rồi quay sang hỏi nhật hạ cậu ấy mất bao lâu rồi nhật hạ nhìn cô nhạt nhạt đáp năm năm trước cô ta mất trong khoảng thời gian cậu đi du học Thiền Thành khẽ nở một nụ cười khổ Nước mắt cứ thế lăn dài nói Cậu ấy mất lâu như vậy Tại sao không ai nói cho tớ biết Cậu có biết tớ đã mong chờ Ngày được gặp lại Vân An lâu lắm được không Tại sao Cả năm người chúng ta cùng học cùng chơi với nhau Nhưng chỉ có mình tớ Mình tớ luôn là người ngoài cuộc Bất kể chuyện gì tớ cũng là người biết sau cùng Tại sao vậy Tại sao lại như vậy hả Thiên Thành cố nhấn mạnh câu hỏi cuối Cả năm người chơi với nhau cũng đã gần 10 năm Nhưng cô luôn có cảm giác trong mọi chuyện Bản thân lại là người ngoài cuộc Như thể cô chưa từng bước vào thế giới của họ Chỉ đứng ngoài không biết gì Nhật Hạ tiến lại gần Thiên Thanh Nắm lấy tay cô an à ủi Giọng nói nhẹ nhàng vang lên Cậu không phải người ngoài cuộc Chỉ là chỉ là bọn tớ không muốn cho cậu biết Bọn tớ sợ cậu sẽ đau lòng khi biết Vân An đã chết Bọn tớ luôn coi cậu là bạn tốt Tuyệt đối không có chuyện đẩy cậu ra ngoài Thiên Thành Bọn tớ chỉ sợ đau khổ thôi Dứt lời Cô ôm chầm lấy Thiên Thành Tay vỗ nhẹ lên lưng Thiên Thành đau đớn Ngoài việc khóc cô không biết nên làm thế nào bây giờ Cả hai người ôm nhau mà khóc khóc vì đau mà cũng có thể khóc vì sợ sau một hồi chấn an tinh thần tâm trạng của cả hai cũng khá hơn hẳn lúc này thiên thanh mới hỏi bà vân an mất vì lý do gì vậy còn mộ nữa mộ cậu ấy ở đâu nhật hạ chần chừ không trả lời tin nhắn của thiên thanh ngay cô ấp úng mắt đảo láo liên chưa đi thẳng vào vấn đề khoảng trường một lúc sau mới đáp. Vân An mất do tai nạn giao thông. Do vụ tai nạn quá thương tâm, hơn nữa thi thể của cậu ấy cũng không còn nguyên vẹn, nên chúng mình đã đưa cậu ấy đi thiêu rồi. Thiền Thành hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Nhật Hạ. Cho đến cuối cùng, cơ hội để gặp mặt người bạn thân của mình cũng không có. Họ ngồi với nhau nói mấy chuyện vu vơ cho qua nỗi buồn cố gắng quên đi những gì đã xảy ra nói chuyện được một hồi thiền thành sực nhớ ra những gì mình tìm ở nhà tối hôm qua cô nhanh chóng nói với nhật hạ để cô cảnh giác đúng rồi hôm qua tớ phát hiện ra trong nhà mình có rất nhiều camera quay lén hơn nữa tớ không hề lắp đặt nó trong nhà an ninh khu vực cũng không thông báo gì vấn đề có người đột nhập ý cậu là sao nhật hạ ngơ ngác hỏi lại camera quay lén đó được sắp đặt ngay sau khi chúng ta cùng tham gia trò chơi kia. Hơn nữa, nó ghi lại toàn bộ những hoạt động thường ngày của chúng ta, những điều không có trên Facebook. Nhật Hạ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi nói Vậy cậu nghi ngờ trong nhà tớ cũng có sao? Thiền Thành nhanh chóng gật đầu Nghĩ rồi, hai người chia nhau ra tìm khắp nhà Những nơi có thể giấu camera cuối cùng phát hiện ra trong nhà có đến 4 camera quay lén. Quả đúng như Thiên Thành nghĩ. Sau khi tham gia trò chơi, mọi người đều bị quay lén. Đó là lý do vì sao người đứng sau trò chơi biết hết toàn bộ thông tin của 5 người. Sau khi rà soát lại căn nhà, không còn phát hiện ra bất kỳ camera nào khác, Thiên Thành mới nói với Nhật Hạ suy luận của mình. Tớ nghĩ trò chơi này chỉ là một công cụ dùng để che mắt còn có kẻ đang đứng sau điều khiển nó chỉ là ta không biết hắn là ai và vì mục đích gì mà làm vậy nhật hạ cậu có nghi ngờ ai không nghe những lời thiên thanh nói nhật hạ đột nhiên nghẹt mặt ra người đơ như khúc cố, cố không nói được câu nào cô cứ nhìn chăm chăm vào một góc ngồi im không nói thấy vậy thiên thanh khẽ lay nhẹ tay nhật hạ hỏi nhật hạ cậu sao vậy trong người không khỏe à Nhật Hạ giật mình quay sang nhìn cô cười đáp, "Không, tôi vẫn ổn. Chỉ là đang suy nghĩ xem ai có khả năng là người đứng sau chuyện này thôi." "Vậy cậu đang nghĩ ra Thiền Thành chưa kịp nói hết câu, thì màn hình điện thoại đột nhiên vang lên dòng thông báo, là thông báo từ trò chơi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng mở lên xem. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: Thay đổi luật chơi nhật hạ cầm điện thoại rồi đọc thông báo hệ thống thay đổi luật chơi người chơi vẫn sẽ được lựa chọn dựa theo việc xoay chai nhưng việc lựa chọn sự thật hay thử thách sẽ do hệ thống quyết định đọc xong dòng thông báo nhật hạ tức giận tắt điện thoại miệng không ngừng chửi rủa trước đây khi được lựa chọn bọn họ đã phải chịu đựng những chuyện rất khủng khiếp bây giờ mọi thứ do hệ thống quyết định thì không biết sẽ như thế nào nữa thiên thành và nhật hạ không biết nên làm thế nào điều duy nhất hai người biết bây giờ là nói cho mọi người biết sự thật về trò chơi này thiên thành ở nhà của nhật hạ đến tận chiều tối mới về sau khi tinh thần nhật hạ ổn định hơn phần nào cô mới an tâm rời đi thiên thành tạm biệt nhật hạ bắt xe trở về nhà ngỡ đầu đã kết thúc một ngày mệt nhọc nhưng không ngờ khi cô mới ngồi vào trong xe, thông báo từ trò chơi lại đến. Màn hình hiển thị lượt chơi tiếp theo là màu tím, màu của Chí Thành, lần này là đến lượt anh ta. Tiếp sau đó trên màn hình là dòng chữ sự thật cùng câu hỏi. Video ngày 13 tháng 6 năm 2017 hiện đang ở đâu? Thiền Thành nhìn câu hỏi không hiểu nó đang ám chỉ điều gì. Năm 2017, đó là năm cô sang Pháp du học. Nhưng nếu hệ thống đã đặt ra câu hỏi đó, thì chắc hẳn nó liên quan mật thiết đến Chí Thành. Câu hỏi này có vẻ như rất đơn giản, chỉ không biết Chí Thành có thực sự trả lời được nó hay không. Ở phía Chí Thành, đã mấy ngày nay anh không trở về nhà, mà luôn vùi đầu vào công việc. Chỉ những việc thực sự cần thiết thì anh mới rời khỏi trụ sở, còn không thì luôn trong phòng. Sau khi nhận được lời cảnh báo của Thiên Thanh và Nhật Hạ trong tin nhắn nhóm, anh càng lo sợ hơn. Bao nhiêu năm làm cảnh sát, nhiều khi phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, anh còn không sợ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại, dù không phải của mình, anh cũng cảm thấy run rẩy. Bây giờ cũng đã tối mọi người đều đã trở về nhà của mình một số khác ở lại trực ca đêm cũng đi ăn tối còn anh vẫn ngồi lì trong phòng chí thành với tay lấy trong cặp một chiếc bánh mì và chai nước ngọt đã chuẩn bị sẵn để ăn tối có lẽ vì không muốn về nhà nên đã có chuẩn bị từ trước chí thành ăn vội chiếc bánh mì nguội trên tay uống mấy ngụm nước rồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính bất chợt tinh trong gian phòng chật hẹp kín tiếng âm thanh phát ra từ điện thoại vang lên khiến anh giật mình. Chí Thành chậm rãi đưa mắt về phía điện thoại. Màn hình đang sáng, thành thông báo kia là của trò chơi. Anh run rẩy đưa tay cầm điện thoại lên, chán nhế nhại mồ hôi nuốt nước bọt vào trong khi thấy dòng chữ đến lượt bạn. Và câu hỏi liên quan đến video ngày 13 tháng 6 kia. Chí Thành chưa kịp định hình được gì thì nhận được một cuộc gọi từ đăng khoa nhanh như cắt chí thành bắt máy câu nói đầu tiên lại là tôi nên làm thế nào đây bên kia đầu dây giọng nói của đăng khoa kiên quyết và đầy mạnh mẽ đăng khoa cản giọng đan đe chí thành Cậu đọc tin nhắn Thiên Thành gửi vào nhóm rồi đấy Có người nào đó đang đứng sau trò chơi này Vì thế cậu làm gì cũng phải cẩn thận Lần này là câu hỏi liên quan đến ngày đó Cậu mà trả lời không cẩn thận Thì ăn cám cả lũ Chí Thành im lặng nghe Đăng Khoa nói xong một chàng Thì mới dám lên tiếng Ngữ điệu đầy run rẩy, Giọng nói cũng không hùng hổ như thường ngày Lần này lại giống một con mồi Đứng trước mối nguy hiểm Đáp Tôi biết là có người đứng sau Nhưng hắn ta là ai mới được cơ chứ Điều quan trọng bây giờ nếu tôi không trả lời đúng thì sẽ phải nhận hình phạt mất. Tôi không muốn làm những chuyện điên rồ mà trò chơi đưa ra đâu. Bên trong điện thoại, Đăng Khoa không tức giận quát nạt nữa mà nhỏ nhẹ. Giống như thì thầm vào tai Chí Thành những lời không mấy tốt đẹp. Tôi không cần biết cậu xử lý như thế nào. Tôi chỉ cần biết nếu cậu hé răng nửa lời, làm lộ bất kỳ thông tin gì về ngày hôm đấy, thì cái kết đội trưởng đội cảnh sát hình sự cậu sẽ mất nó mãi mãi. Dứt lời, Đăng Khoa cúp máy. Chí Thành từ nãy đến giờ chỉ biết đứng im nghe những lời Đăng Khoa nói. Anh ta nói đúng. Nếu như thông tin vào ngày hôm đó lộ ra bên ngoài, thì đến một chân trong nghề cảnh sát còn không có nói gì đến đội trưởng cảnh sát hình sự. Chí Thành hít một hơi thật sâu, cố gắng đối mặt với thử thách anh đọc chậm rãi từng câu từng chữ về câu hỏi rồi đáp đoạn video đó đã biến mất cách đó mấy vài năm hệ thống tiếp nhận thông tin rồi đưa ra kết quả việc kiểm duyệt nhìn vòng tròn màu trắng xoay quanh trên màn hình trí thành tự cầu nguyện cho bản thân mình mong sao hệ thống không biết điều này mất khoảng chừng vài giây kiểm duyệt cuối cùng trên màn hình cũng hiện lên kết quả sai sự thật chí thành đứng hình khi thấy dòng chữ đó tại sao tại sao hệ thống biết rằng anh đang nói dối rốt cuộc thì ai là người đứng sau trò chơi quái quỷ này chí thành chưa kịp đấu tranh tư tưởng sau thì màn hình lại hiện lên hình phạt có ơn báo oán có oán ắt trả sự nghiệp sụp đổ sau ba ngày Lại cái gì nữa đây Sự nghiệp sụp đổ sau 3 ngày Đó là thứ để hù dọa con nít hay sao Thật nực cười Chí Thành định ném điện thoại sang một bên Rồi tin nhắn từ nhóm ba người Anh, Đăng Khoa và Nhật Hạ Trong tin nhắn Nhật Hạ có nhắc đến một chuyện rất kỳ lạ Vân An đã sống lại Sống lại rồi Chí Thành đọc xong thì lại phì cười Anh không tin những gì Nhật Hạ nhắn trong nhóm một người làm cảnh sát như anh làm sao có thể tin vào cái chuyện ma quỷ được chứ nhưng có lẽ niềm tin ấy nhanh chóng bị lung nai khi anh nhìn thấy video của vân an mặt mày chí thành tái xanh lại không còn một giọt máu mắt trợn tròn ngạc nhiên chăm chú nhìn vào màn hình người trước mặt chẳng phải là vân an hay sao giọng nói gương mặt ấy không thể lẫn vào đâu được nhưng nhật hạ từ đâu có được video đó Nghĩ rồi Chí Thành nhanh chóng nhắn lại hỏi Đáp lại anh chỉ là một dòng chữ vọn vẹn Của Thiên Thanh Gửi từ tối hôm qua Từ một người ẩn danh Có lẽ bây giờ Chí Thành mới thực sự rơi vào tận cùng của sự sợ hãi Hiện giờ Anh mới bắt đầu nhận thức về số phận của mình Sau 3 ngày nữa Đang ngẩn ngơ nghĩ về số phận của mình Trong 3 ngày tiếp theo thì đột nhiên màn hình điện thoại lại sáng lên. Lượt chơi mới bắt đầu. Cái chai trong màn hình đang di chuyển, nó đang chọn người chơi. Chậm rồi, cái chai chậm dần rồi. Cuối cùng thì nó cũng dừng hẳn. Màu vàng là tăng khoa. Chọn người chơi xong, màn hình hiển thị điều người chơi cần làm. Làm gãy chân bản thân. thử thách chó chết gì vậy chí thành không giấu nổi phẫn nộ của bản thân mà đập mạnh tay xuống bàn một con người lành lặn tự nhiên khi không lại phải tự làm đau bản thân chuyện này đã đi quá xa rồi nhưng dù thế nào đăng khoa vẫn phải thực hiện thử thách nếu không hậu quả sẽ khó lường chí thành đọc lại tin nhắn trong nhóm ba người liên kết các thông tin lại với nhau anh mới xứng người như phát hiện ra điều gì đó nếu có người thực sự đứng sau trò chơi này thì chỉ có thể là người đó. Nhưng điều này thực sự rất vô lý, phải nói rằng khả năng xảy ra rất thấp, thậm chí là không bao giờ xảy ra. Nhận được thông báo lượt chơi từ hệ thống, đằng khoa bên này chỉ biết ngồi thẫn thờ, chưa biết phải làm gì. Lần trước là tay, bây giờ lại đến chân, không biết trò chơi này đang muốn gì ở anh mỗi lần đến lượt đăng khoa đều là thử thách hơn nữa lại là những thứ rất ghê rợn anh có nên chấp nhận thử thách này hay không công việc ở công ty đang bù đầu bù cổ bây giờ chấp nhận hoàn thành thử thách khác nào tự đánh mất công ty nhưng nếu không thực hiện hình phạt sẽ tăng lên gấp bội đăng khoa đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng lại không thể đưa ra quyết định chính xác nhất để bản thân không phải thực hiện thử thách hay chấp nhận hình phạt Tình cảnh tiến thoái nưỡng nan Muốn lùi không được mà tiến cũng không xong Nó chỉ có hai sự lựa chọn Hoặc là chấp nhận Hoặc là buông bỏ Gần 12 giờ đêm Đăng Khoa vẫn ngồi lì trong công ty không về Hôm nay không có ai ở lại tăng ca Nên công ty chỉ có một mình anh Đăng Khoa ngồi xem đi xem lại từng sấp tài liệu Không có gì đáng để bận tâm cái anh bận tâm bây giờ chính là thử thách mà trò chơi đặt ra cách đây một tiếng anh đã không chấp nhận thử thách giờ điều anh cần làm đó là chờ đợi hình phạt được đưa ra lần trước khi không thực hiện thử thách anh đã nhận được một món quà bất ngờ suy đi tính lại thế nào thì hình phạt đó cũng nhẹ nhàng hơn đối với việc tự làm gãy chân của mình không gian âm u bao trùm toàn bộ căn phòng giám đốc ánh đèn led làm được sáng tất cả đăng khoa chăm chú đọc từng bản hợp đồng bất chợt đèn trong phòng đột ngột tắt hết cả căn phòng chìm trong màu đen tối mù mịt đăng khoa có chút hoang mang anh đặt hợp đồng xuống bàn rồi nói vọng ra đáp lại anh là khoảng không tĩnh lặng vô cùng không có ai ngoài cửa đáp lại anh cả đăng khoa nghĩ có thể do bảo vệ tưởng rằng mọi người đã về hết nên mới tắt đèn trong công ty anh lấy điện thoại trên bàn Bấm số gọi điện cho bảo vệ Bảo anh ta bật điện phòng Nhắc nhở xong Anh chỉ biết ngồi trên ghế nhắm nghiền mắt lại Điện thì không có Điện thoại thì không dám dùng Ngoài việc nằm ra thì còn gì khác nữa Mọi thứ tĩnh lặng như vậy Êm đềm như vậy đột nhiên bị phá bĩnh Bởi tiếng kêu cót két của tấm bản lề Trên cánh cửa đối diện Đăng Khoa giật mình mở mắt Đưa ánh nhìn về phía cửa Rõ ràng anh ta không ra khỏi phòng Khi vào cũng đóng kín Vậy mà bây giờ cánh cửa lại mở ra Đằng khoa khẽ nhíu mày Tay cầm chiếc điện thoại bật vào lát soi sáng Để xem ai ở ngoài cửa Cánh cửa đã hé mở ra từ khi nào Nhưng lại không thấy ai ở bên ngoài Đằng khoa khó chịu hỏi Anh Thắng Anh ở ngoài đó phải không? Vẫn không có tiếng đáp lại anh đăng khoa định lên tiếng hỏi thêm một lần nữa thì đột nhiên một cái bóng người vụt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy đăng khoa khẽ giật mình anh lên tiếng hỏi lại lần nữa anh thắng anh ở ngoài đó phải không không có tiếng đáp lại đăng khoa chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì đột nhiên trước cửa xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ đứng thấp thoáng ở đó dưới ánh đèn trắng của đèn flash Đăng Khoa thấy rõ được hình dáng với khuôn mặt của cô ta. Cô ta đứng đó trong bộ váy đỏ rực rỡ, mái tóc đen được tết gọn gàng. Đăng Khoa đứng nhìn cô ta, hai mắt trợn trừng ngạc nhiên, toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Miệng cứ lắp ba lắp bắp nói điều gì không rõ. Cô ta vẫn đứng ngoài cửa, khẽ nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. Hai người mặt đối mặt trong phút chốc là hai thái cực hoàn toàn khác nhau Một bên mỉm cười rạng rỡ Một bên khóc không ra nước mắt Rồi đột nhiên cô ta rời đi Đang khoa thẫn thờ chưa kịp nói câu gì Đến lúc định hình được thì mau chóng chạy theo Toàn bộ đèn trong công ty đều bị tắt Ánh đèn duy nhất bây giờ chính là đèn flash trên tay Cô gái ấy đi rất chậm Nhưng dấu anh có chạy thế nào cũng không đuổi kịp không biết cô ta dẫn anh đi đâu Chỉ biết khi đuổi theo quay đầu lại Chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch Đăng Khoa chạy theo cô ta Đi mãi đi mãi Rồi cuối cùng lại đến cầu thang tầng thứ bảy của công ty Cô ta không dùng thang máy mà đi thang bộ Cô ta đi trước Anh chạy theo sau Chẳng hiểu thế nào mà mất dấu Đến lúc nhìn lại Thì không thấy người đâu Đăng Khoa đứng ở cầu thang tầng thứ 8 đưa mắt nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy ai anh hoang mang ánh mắt đảo láo liền cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong không gian yên lặng bóng tối bao phủ đăng khoa đứng một mình ở cầu thang tầng thứ 8 cùng với ánh đèn lát nhỏ nhoi rồi bất chợt trong phút chốc một tiếng rầm vang lên phá tan sự tĩnh lặng đó một chất lỏng màu đỏ tươi nóng hổi khẽ chảy xuống nền đất lạnh lẽo chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm màu của quỷ hai mắt trợn trừng nhìn lên cầu thang nỗi sợ hãi tột cùng đau đớn đến không thốt lên lời chân bị gập làm đôi tay trái không thể cử động toàn thân như một món đồ chơi bằng gỗ nằm im và chẳng có động tĩnh gì máu máu trên sàn lan ra ngày càng nhiều ý thức cũng không còn rõ ràng nữa rồi mắt lờ đờ mờ mờ ảo ảo rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen không lối thoát trên chiếc áo thấm đẫm màu đỏ của máu một chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng kỳ lạ ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương nhỏ đứng trên đó phía xa xa nơi chiếc điện thoại nằm một mình một chỗ màn hình đột nhiên phát sáng một cách kỳ lạ hệ thống trò chơi hiện lên thông báo đã hoàn thành lượt chơi hình phạt tài nạn kinh hoàng đã gần 3 giờ sáng Bệnh viện trung tâm thành phố đã không còn ồn ào Nhiều người qua lại như lúc sáng nữa Nơi tiếp tân của bệnh viện Chỉ có vài y tá trực ca đêm Bệnh viện trong viện Cũng đã đi ngủ hết Đã gần 3 giờ sáng Bệnh viện trung tâm thành phố Đã không còn ồn ào Nhiều người qua lại như lúc sáng nữa Nơi tiếp tân của bệnh viện Chỉ có vài y tá trực ca đêm Mọi người trong viện Cũng đã đi ngủ hết Đèn phòng phẫu thuật cũng không còn sáng Có thể nói là hoàn toàn tĩnh lặng Rồi bên ngoài cổng bệnh viện Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên inh ỏi Khiến cho mọi thứ ồn ào trở lại Từ trên xe các nhân viên y tế đưa xuống một người đàn ông toàn thân dính máu Đầu máu chảy không ngừng Từ bên trong bệnh viện Một người đàn ông mặc áo blue trắng chạy tới hỏi Có chuyện gì xảy ra? nhân viên y tế vội vã đáp lại bệnh nhân bị ngã cầu thang đầu mất máu quá nhiều chân và tay đều bị gãy gập vị bác sĩ tiếp nhận thông tin bệnh nhân rồi nói tiếp mau đưa nạn nhân đi chụp x quang chuẩn bị phòng phẫu thuật còn cậu mau chóng gọi điện cho người nhà của bệnh nhân mọi người cứ thế mà làm theo lời của bác sĩ bệnh viện trung ương thành phố đêm nay lại vội vã trở lại sáng sớm hôm sau thiền thành thức dậy sau một ngày đầy ưu phiền cứ nhớ đến chuyện ngày hôm qua cô lại cảm thấy dùng mình không chỉ là cảnh con mèo đen chết ở nhà nhật hạ mà còn là chuyện vân an mất mà một phần cũng do thử thách và hình phạt của đăng khoa không biết giờ này anh sao rồi thiền thành vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chuẩn bị đến cô nhi viện cũng đã lâu lắm rồi cô không đến cô nhi viện Kể từ ngày cô đi du học Việc đến thăm cô nhi viện lại càng ít hơn Sau chuỗi ngày nâm lớp no sợ Đau buồn về chuyện của Vân An Cô nhi viện là nơi cô có thể ngả mình Thiện Thành chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu đó Trước khi đi cô còn kiểm tra lại thông báo của trò chơi Nhận thấy không có gì đặc biệt cô mới yên tâm rời đi Nhưng khi đi khỏi nhà chừng vài bước cô lại nhận được một cuộc gọi từ Nhật Hạ. Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Từ bên kia đầu dây, giọng nói của Nhật Hạ có vẻ run rẩy sợ hãi, dường như có thứ gì đó mắc ở cổ họng khiến giọng của cô không giống như bình thường. Nhật Hạ hốt hoảng, ngữ điệu đôi lúc nát quãng. Thi thiên, thi Thiên Thanh, cậu, cậu mau đến bệnh viện trung tâm thành phố đi. Có, có, có chuyện rồi nhật hạ cứ nói ngắt quãng mãi không thành câu nghe quảng ngữ điều thiền thành biết cô ấy đang rất hốt hoảng nhưng người nghe chuyện lại càng sợ hãi hơn thiền thành cố gắng chấn an nhật hạ nhất có thể bệnh viện trung ương thành phố ư ý cậu là sao tớ không hiểu thôi được rồi tớ vẫn luôn ở đây nghe cậu nói vì thế hãy thật bình tĩnh cậu càng nói kiểu này, tức càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãy thật bình tĩnh. Từ đầu xe bên kia, cô nghe thấy một tiếng thở dài, có vẻ như Nhật Hạ đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố giữ ngữ điệu bình thường nói. Đến bệnh viện trung tâm thành phố, đăng khoa tối hôm qua đăng khoa gặp tai nạn ở công ty, giờ đang nằm trong viện. Cái gì? Thiên Thanh ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa Lời Nhật Hạ nói nghe như xét đánh ngang tài Từng câu từng chữ quá chân thực Cô không tin vào những gì mình nghe nữa rồi Đăng Khoa đang nguy kịch trong bệnh viện Thiên Thanh hít vào thở ra mấy lần liền Gắng làm sao để cảm xúc không quá khó kiểm soát Cô từ từ đáp lại Nhật Hạ Được rồi, bây giờ tôi đến đó Dứt lời, Cô cúp máy rồi rời đi Bắt xe đến bệnh viện Khoảng chừng 20 phút sau cô đã có mặt Tại bệnh viện thành phố Theo sự hướng dẫn của Nhật Hạ Thiên Thành nhanh chóng tìm ra phòng bệnh của Đăng Khoa Thiên Thành đẩy cửa bước vào Bên trong mọi người đã có mặt đầy đủ Nhật Hạ, Chí Thành và An Nhiên Thiên Thành đưa mắt nhìn mọi người một lượt Rồi nhìn Đăng Khoa Người đang nằm một chỗ trên chiếc giường trắng Tiếng máy đo nhịp tim vang lên không ngừng thiền thành đùn rẩy tiến lại gần từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của cô thiền thành nắm lấy tay đăng khoa khóc nức nở nghẹn ngào không nói lên lời An nhìn đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ an ủi nhật hạ tựa đầu bên cửa sổ ánh mắt u buồn sợ hãi nhìn xa xăm chí thành thì vò đầu bứt tóc khó chịu đau lòng khi phải chứng kiến người bạn thân của mình như vậy cả bốn người đều chìm trong những suy nghĩ ưu tư không ai nói với ai lời nào. Một lúc lâu sau, khi mọi người dần ổn định tinh thần thì Thiên Thành mới lên tiếng. "Chúng ta phải mau chóng kết thúc trò chơi điên rồ này. Nó đã đi quá xa rồi. Mọi thứ dần mất kiểm soát. Chí Thành bị đe dọa, mình và Nhật Hạ tổn thương tâm lý rất nặng nề. Còn An Nhiên sau những lần đến lượt, cô ấy cũng đã bị đả kích rất nhiều." bị dọa đến sợ tái xanh mặt mày và an nhiên đã bị thương ở một tay khi không thực hiện trò chơi chúng ta nhất định phải làm cái gì đó mọi người đều đồng tình với những gì thiên thanh nói cứ nhìn đăng khoa mà xem đó chính là hình phạt cho những kẻ không chấp nhận điều luật do hệ thống đặt ra nhưng bọn họ đâu biết cách làm cho nó dừng lại người đứng sau là ai cũng không có đối tượng tình nghi mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt. Không gian chậm lắng để căng thẳng đấy đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Cả bốn người đều hướng mắt của mình về phía cửa. Từ bên ngoài, một cô y tá bước vào trên tay dùng một số dụng cụ kiểm tra. Thấy vậy, mọi người tinh ý đứng sang một bên cho y tá làm việc. Sau khi cô y tá đó hoàn thành xong nhiệm vụ, Thiên Thành mới kéo cô lại rồi hỏi y tá tình hình bạn tôi như thế nào vậy cô y tá khẽ lắc đầu nét mặt không mấy vui vẻ đáp hiện giờ tình hình của cậu ta không thể nói trước được điều gì chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm dứt lời cô y tá đó rời đi mọi người đều chuyển ánh nhìn của mình về phía của đăng khoa không biết ngày hôm qua cậu ta đã xảy ra chuyện gì mà đang nông nỗi này nghe nói đêm hôm qua khi đi lên công ty kiểm tra lại một lần nữa, bảo vệ của công ty đã phát hiện Đăng Khoa nằm trong vũng máu ở chân cầu thang tầng thứ 8 của tòa nhà. Còn những gì xảy ra trước đó thì không ai biết, bởi camera tầng thứ 8 đang trong thời gian bảo hành nên không ghi lại những gì diễn ra trong lúc đó. Thăm bệnh Đăng Khoa xong, mọi người đều rời đi. Duy chỉ có Thiên Thanh là vẫn ở lại. Chí Thành còn việc ở trụ sở Nhật Hạ và An Nhiên phải đến làm ở studio. Bố mẹ của Đăng Khoa hiện đang ở nước ngoài nên Thiên Thanh lán lại trong bệnh viện để chăm sóc anh ta. Nhìn Đăng Khoa tiểu tỵ thiếu sức sống, thường tích đẩy mình khiến Thiên Thanh không kìm được nước mắt. Không biết lý do vì sao cả năm người bọn họ lại phải chịu đựng những thứ quái quỷ như vậy. Nhưng bọn họ đâu có cây thủ chốt oán với ai mà khiến người đó phải làm đến mức này. Thiên Thanh tức giận Không nhấn nhịn được mà thốt lên Cái trò chơi sự thật thử thách Chết tiệt Có vẻ như âm lượng giọng của Thiên Thanh khá to Khiến cho những bệnh nhân ở giường bên cạnh chú ý Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô Thiên Thanh ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người Có lẽ cô nên kiềm nén cảm xúc của bản thân Sau khi xin lỗi Cô lặng lẽ ngồi kế bên đăng khoa chăm sóc cho anh. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, người nhà bệnh nhân trong phòng của đăng khoa đều đi ra ngoài. Mọi người đều đi nghỉ trưa, duy chỉ có Thiên Thanh và một người bệnh nhân nam nằm giường bên cạnh là thức. Thiên Thanh ngồi đọc sách, còn người bệnh nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Thanh cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt đó, cô không thể chịu nổi cái ánh mắt nhìn lén đôi khi là chằm chằm. Thiên Thanh cố nhẫn nhịn thêm một chút nữa nhưng thực sự là không thể. Bất quá Thiên Thành đành phải lên tiếng. Này anh ơi, chúng ta có quen nhau không? Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Anh có biết điều này rất bất lịch sự không? Người bệnh nhân kia thu lại ánh mắt ấy, giọng nói lạnh lạnh vang lên. Đúng là chúng ta không biết nhau, nhưng chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ phải cầu xin tôi đấy cái sáng vẻ ngạo mạn ấy của anh ta khiến thiên thành không thể hiểu nổi cô không biết anh ta là ai thậm chí là chưa nói chuyện lần nào trước đó vậy mà lại phải đi cầu xin hay sao có phải anh ta đang đùa cô không thiên thành đưa ánh mắt ngờ hoặc nhìn anh ta rồi đáp chúng ta không biết nhau tốt nhất anh không nên nói những lời nói đó nếu đã không biết nhau thì tôi cũng không có gì về cầu xin anh cả dứt lời thiên thành lại tiếp tục đọc quyển sách đang cầm trên tay không biết hôm nay là ngày gì lại gặp phải một người có vấn đề về thần kinh như vậy đột nhiên trong không gian tĩnh lặng người bệnh nhân kia cười phá lên một tiếng rất man dở khiến thiên thành cũng phải giật mình quay lại anh ta cười giống như một người điên nụ cười rất quái dị rồi bất chợt anh ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kinh dị bên trong đôi mắt hẳn lên những vết vằn dọc đỏ dài rất đáng sợ thiên thành hoảng loạn hỏi à, anh anh bị sao vậy có ổn không hay để tôi gọi bác sĩ giúp anh thiên thành chuẩn bị rời khỏi phòng thì anh ta đột ngột lên tiếng dừng lại thiên thành bất giác quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của anh ta người đàn ông đó vẫn giữ nụ cười lạnh người trên môi ánh mắt đậm đậm sát khí giọng nói lạnh lùng vang lên tôi là người biết rất rõ trò chơi sự thật hay thử thách mà cô tham gia nếu như cô muốn thoát khỏi trò chơi đó tôi sẽ giúp cô Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát triển này tại đây và tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc nốt phần 2 cũng chính là phần kết thúc của câu chuyện này cho quý vị bởi vì bây giờ khoảng thời gian cũng đã khá là khuya rồi và câu chuyện thực sự đang rất là cuốn hút sự thật hay thử thách một thể loại chuyện ma rất là mới và lần đầu tiên Thuận được đọc cái thể loại này của tác giả Diễm Quỳnh và đã có rất là nhiều những cái vấn đề đặt ra đây đó là ai là người đứng sau cái trò chơi sự thật hay thử thách này à, chắc hẳn rằng ba người kia đang có một cái bí mật nào đó giấu và không cho thiên thanh biết về cái ngày 13 tháng 7 và cái video của người con gái tên Vân An. Và cái người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện và nói rằng anh ta rất là am hiểu biết rõ cái trò chơi này là ai, liệu rằng anh ta có giúp Thiên Thành thoát khỏi được cái trò chơi quái dị này hay không thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh người dẫn được coi âm quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.